Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 156. Bữa tiệc kết thúc. Trên đường Diệp Quân và Tần Tuyết đi về phủ tổng đốc, trong tay hắn cầm tài liệu vừa được phê duyệt. Diệp Quân không nói gì. Tần Tuyết cũng không nói gì. Bầu trời đầy sao, đường phố vắng lặng. Diệp Quân thầm nói, Tháp Gia, mồ hôi ta ướt đẫm rồi. Tiểu Tháp nói, đây là hiện tượng rất bình thường, không phải sao? Diệp Quân gật đầu, là hiện tượng rất bình thường. Ngươi nói xem, một ngày nào đó vũ trụ quan huyên của ta cũng sẽ thế này sao? Tiểu Tháp không do dự nói, ừ. Diệp Quân gật đầu, quả thật. Tiểu Tháp nói, nơi có người thì sẽ có nhiều hiện tượng, cho dù có luật pháp nhưng mọi người cũng sẽ lách luật. Diệp Quân cười nói, ta biết, không sao, cứ từ từ, không nhất định phải làm đến mức hoàn hảo, dù sao cố gắng hết sức là được. Lúc này Tần Tuyết bỗng nói, chuyện tiếp theo cứ để ông nội ta xử lý đi. Diệp Quân nhìn Tần Tuyết, còn chuyện gì à? Tần Tuyết nhìn hắn, chẳng lẽ người nghĩ như thế là thành công rồi sao? Diệp Quân sầm mặt, vẫn còn chuyện khác à? Tần Tuyết bình tĩnh nói, nếu phía trên không có người lên tiếng thì sẽ có rất nhiều phiền toái, nhưng nếu có người lên tiếng thì sẽ không có chuyện gì. Cô ta dừng lại, sau đó nói, nhiều khi như thế này. Việc gì chỉ cần một câu thì có thể giải quyết sẽ không khó, không thể giải quyết, có chết cũng không giải quyết được. Diệp Quân im lặng không nói. Tần Tuyết nói, ta về Tân Phủ trước đây. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân khẽ nói, xem ra vẫn phải được Tang Hàn ủng hộ. Nói rồi hắn nhanh chân biến mất vào trong bóng đêm. Tần Phủ. Trong sân, Tần Vân nằm trên ghế, Tần Tuyết ở phía sau đấm vai cho ông ta. Tần Vân nói, sao rồi? Tần Tuyết nói, hắn không phải người tầm thường. Tần Vân hỏi, tại sao lại nói thế? Tần Tuyết nói, phong thái trên người hắn không phải là thứ mà người bình thường có thể có, người này chắc chắn là người có chức vụ cao lâu năm mới có thể có được. Hơn nữa, hắn cũng không biết nhiều về thế đời. Nói cách khác, hắn không phải là người tự mình đi lên từ dưới tầng đáy lên, chắc hắn là người thuộc thế hệ thứ hai. Tần Vân khẽ gật đầu, ta tiếp xúc với hắn, ta cảm thấy hắn thật đáng sợ, sự đáng sợ này không phải là do hắn thông minh, mà là do phong thái của hắn. Còn có biết không, hắn đối mặt với sự sỉ nhục của nhà họ Quân, nhưng hẳn lại không để lộ chút cảm xúc nào, không tức giận. Lúc đó ta nghĩ có hai nguyên nhân khiến hắn không tức giận, thứ nhất là trong lòng tức giận nhưng lại không thể hiện ra ngoài, thứ hai là hắn căn bản không xem thế lực nhà họ Quân là gì. Cả. Tần Tuyết im lặng một lúc rồi nói, ông nội, ông mở thư viện làm gì thế? Tần Vân lắc đầu, không biết, hắn nói là ý của thống đốc đại nhân, nhưng ta biết tên nhóc này đang gạt ta. Tần Tuyết nói, cháu cứ thấy hắn là một người nguy hiểm. Tần Vân cười nói, hắn quả thật là một người nguy hiểm, nhưng cũng là một người tốt, tính cách của hắn khá tốt, chúng ta kết giao với hắn, chỉ cần không làm gì đắc tội hắn trước, hắn sẽ không làm hại chúng ta rất có lòng tin về điều này. Tần Tuyết nói, nhưng tốt bụng cũng là điểm yếu của một người. Tần Vân lắc đầu, với người bình thường thì là vậy, nhưng nếu một người không hề lương thiện, chắc chắn là phải cách xa ra. Tần Tuyết nói, cháu hiểu rồi. Tần Vân nói tiếp, cháu đi theo hắn, xây thư viện giúp hắn, thể hiện tài năng của cháu, cuối cùng hắn nhất định sẽ tiến cử cháu cho Tang Hàn. Chỉ cần có thể vào phủ tổng đốc, đó sẽ là một chuyện lớn với nhà họ Tần chúng ta. Tần Vân gật đầu. Tần Vân lại nói, nhóc con, trở thành người của thống đốc đại nhân, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cháu có hiểu ý ta không? Tần Tuyết gật đầu, cháu hiểu ạ, thân là con cháu của gia tộc lớn, nhất là con gái, nếu cô ta không nổi bật thì kết cục cuối cùng sẽ trở thành vật hy sinh, bị gia tộc gả vào gia tộc khác để kết thông gia. Cô ta là người may mắn, vì Tần Vân sẵn sàng cho cô ta cơ hội để chứng minh bản thân. Gia tộc cho ngươi nguồn lực, nếu người có thể đứng lên. Gia tộc nhất định sẽ cố gắng đào tạo ngươi, nhưng nếu ngươi không thể làm được gì thì cũng hết cách rồi, chỉ có thể thành thật kết hôn và sinh con. Trong điện, Tang Hàn ngồi đó, có hai thánh chỉ được đặt trên bàn cô ta. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, bên chiến trường đế tinh. Tang Hàn khẽ nói, có thể sắp quyết chiến rồi. Giọng nói bí ẩn đó hơi ngạc nhiên, chuyện này. Tang Hàn nói, bệ hạ đã ra lệnh, điều động tài nguyên ở tất cả các tỉnh trong cả đế quốc. Toàn lực hỗ trợ chiến trường đế tinh. Giọng nói bí ẩn đó trầm giọng nói, đây là một trận chiến lâu dài. Tang Hàn khẽ gật đầu, trận chiến giữa hai thế lực lớn như vậy sẽ không chỉ so về thực lực,
mà còn về nền tảng của mỗi gia tộc, chúng ta và nhà họ Thiên đều không thể thua, cũng không thể nhượng bộ, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Người bí ẩn đó nói, có cần tổng động viên không? Tang Hàn khẽ nói, tạm thời không cần, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy. Nói rồi ánh mắt cô ta hiện lên vẻ lo lắng. Một khi tổng động viên tức là mọi người dân ở cả đế quốc sẽ ngừng sản xuất, tất cả tài nguyên đều sẽ cung cấp cho chiến trường đế tinh. Người bí ẩn nói, cô phải chuẩn bị thật tốt. Tang Hàn gật đầu, dĩ nhiên. Người bí ẩn nói, ta vừa nhận được tin, thiếu niên mời người của bộ công tạo. Đến dùng bữa, hơn nữa còn tặng 10 vạn viên tinh linh tinh, bộ công tạo đã phê duyệt hồ sơ cho hắn. Tang Hàn nói, hắn không dùng lệnh bài ta đưa cho hắn. Người bí ẩn nói, không cớ. Tang Hàn nhíu mày. Người bí ẩn lại nói, người này làm gì cũng rất có chừng mực, nhưng ý đồ của hắn không rõ ràng. Có khả năng nào hắn chỉ muốn mở một thư viện thôi không? Tang Hàn lắc đầu. Người bí ẩn nói, cô định làm thế nào? Tang Hàn không cảm xúc, không nói gì. Người bí ẩn nói, thật ra ta đã suy nghĩ kỹ về những gì hắn nói ngày đó, ta nghĩ những gì hắn nói không phải là không có lý. Bây giờ khoảng cách giàu nghèo trong đế quốc là rất lớn, khiến người bên dưới rất khó trỗi dậy, mâu thuẫn tiềm tàng này đang ngày càng gia tăng, mặc dù đế quốc có thể trấn áp, nhưng... Ông ta không nói tiếp. Tang Hàn nói, một thư viện nhỏ bé có thể thay đổi được gì chứ? Người bí ẩn nói, ta nghĩ có thể thử xem, xung quanh cô có quá ít người có thể trọng dụng, nhất là đại tướng có thể một mình làm việc, nếu hắn có thể giúp được cô, chắc chắn sẽ là chuyện tốt với cô. Hơn nữa hiện giờ tình hình bên chiến trường đế tỉnh ngày càng căng thẳng, cần có người hỗ trợ. Tang Hàn nói, thầy à, thầy đánh giá hắn quá thấp rồi. Hửm, người bí ẩn hơi ngạc nhiên. Tang Hàn bình tĩnh nói, những việc người này muốn làm không chỉ đơn giản là mở thư viện, khi đối mặt với ta, mặc dù hắn lễ phép và cung kính nhưng thật ra hắn vẫn luôn nhìn ta với ánh mắt kiêu ngạo. Hắn giấu rất giỏi, nhưng không giấu được ta, sự tự tin và bình tĩnh toát ra từ hắn không thể che giấu được. Sở dĩ ta không đồng ý với hắn là vì ta biết ta không có năng lực khống chế hắn, một khi ta giúp hắn, hắn sẽ cất cánh bay lên cao, lúc đó người này sẽ mất khống chế. Người bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, ý của cô là tham vọng của hắn rất lớn, mà tham vọng này. Tang Hàn khẽ gật đầu, ta đang chờ hắn nói ra tham vọng của mình với ta, nếu tham vọng của hắn không làm tổn hại đến đế quốc thì ta sẽ giúp hắn cất cánh, để hai bên cùng có lợi. Nhưng nếu cuối cùng tham vọng của hắn sẽ quốc không thể sử dụng được thì cũng chỉ có thể giết. Người bí ẩn nói, có thể hắn sẽ không nói tham vọng của hắn cho cô. Tang Hàn bình tĩnh nói, không sao, ta không vội. Trong phòng tu luyện, Diệp Quân vẫn thất bại, không thể dung hợp hoàn toàn kiếm đạo của mình với hư thời không, bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ về hư thời không. Hắn cũng không vội, con đường tu luyện này không thể vội được, hắn đi tìm Tần Tuyết. Tần Tuyết nói, ngày mai thư viện bắt đầu khởi công, cùng lắm là một tháng thư viện có thể xây xong. Diệp Quân nói, tính ra cần bao nhiêu tiền vậy? Tần Tuyết trầm giọng nói, vẫn chưa xác định được. Diệp Quân nhìn cô ta lắc đầu, không chỉ là vấn đề chuẩn bị, thư viện xây lên thì phải tuyển người, hơn nữa còn có thể sẽ động đến lợi ích của người khác, sẽ có vài thế gia và tông môn đến gây rắc rối. Nói rồi cô ta Diệp Quân nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng. Nếu không có thống đốc hỗ trợ, thư viện này sẽ khó có thể hoạt động bình thường, hơn nữa sau đó vẫn sẽ cần một khoản chi phí lớn, nếu chúng ta dành toàn bộ chi phí để duy trì các mối quan hệ thì kinh phí sẽ là một vấn đề rất lớn. Diệp Quân nói, ta sẽ giành được sự hỗ trợ của thống đốc đại nhân. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã dẫn Tần Tuyết đến đại điện của Tang Hàn. Lúc thấy Tang Hàn, Tần Tuyết vội cung kính hành lễ, trong mắt cô ta là vẻ kích động và sùng bái không hề che giấu. Tang Hàn, đây chắc chắn là một truyền kỳ, từ một người bình thường lên đến chức thống đốc quyền thế ngất trời. Hơn nữa, còn là một cô gái. Đế quốc có nhiều thống đốc như vậy, nhưng, nữ thì chưa được tới 5 người. Mà mục tiêu của Tần Tuyết, chính là trở thành loại người như Tang Hàn. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, cũng không nói gì. Diệp Quân nhìn thẳng vào Tang Hàn, thống đốc đại nhân, cô muốn biết mục. Tiêu của ta có thể nói với cô, nhưng, ta thấy có khả năng cô sẽ không tin lắm đâu. Tang Hàn nói, người nói đi, tin hay không là chuyện của ta. Diệp Quân đáp, ta tới từ một nơi tên là Vũ Trụ Chủ, không biết cô có thể điều tra ra không, nhưng dù sao nó cũng cách nơi này rất xa,
sở dĩ tới nơi này, là vì đánh cược với một người, tới nơi xa lạ này để tranh đạo. Tang Hàn bình tĩnh nói, tranh đạo. Diệp Quân gật đầu, cuộc chiến tranh giành đại đạo, chính là với thằng cha bị nhốt chung ở khu mỏ với ta, bây giờ ông ta đã rời đi rồi. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, chỉ như vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, chỉ như vậy, ta xây dựng thư viện, cũng vì cuộc chiến tranh giành đại đạo này. Tang Hàn im lặng. Diệp Quân nói, ta cần một nền tảng, nếu thống đốc đại nhân bằng lòng cho ta một nền tảng, ta cảm kích vô cùng, nếu không bằng lòng, cũng không sao, ta chỉ muốn nói với thống đốc đại nhân, ta và thống đốc đại nhân không phải kẻ địch, giữa chúng ta không có sự xung đột lợi ích. Hắn rất rõ, hắn chỉ có thể thẳng thắn với người phụ nữ này, muốn qua mắt đối phương, sẽ chỉ khiến đối phương càng cảnh giác, thậm chí nảy sinh ý định giết hắn. Loại nhân vật này, không thể bị lừa bởi dăm ba câu của hắn được. Nếu người phụ nữ này vẫn phòng bị hắn, vậy hắn cũng chả còn cách nào, chỉ có thể đổi phương án khác. Tang Hàn im lặng một lát, nói chuyện thư viện, ta làm giúp ngươi, ngươi giúp ta một việc. Diệp Quân nói, cô nói đi. Tang Hàn nhìn Tần Tuyết, người phía sau khẽ hành lễ, rồi lui ra. Tang Hàn nói, mai ta sẽ tới đế đô, người đi với ta một chuyến. Diệp Quân trầm giọng nói, có phải chiến trường đế tinh? Tang Hàn khẽ gật đầu. Diệp Quân nói, rất nghiêm trọng à. Tang Hàn nói, nhiều lắm là một tháng nữa, có thể cả đế quốc sẽ tổng động viên để đánh trận này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân cau mày. Tang Hàn nhìn hắn, sáng lập một thư viện, chuyện cực kỳ đơn giản, làm lớn mới khó, bây giờ ngươi chỉ có mỗi nhà họ Tần hỗ trợ, căn bản không thể làm lớn được. Diệp Quân nói, nếu thêm cô thì sao? Tang Hàn nói, cũng khó mà làm đến mức lớn nhất. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Tang Hàn nói tiếp, đầu tiên, ta không thể lấy danh nghĩa nhà nước để xây cái thư viện này thay ngươi, đương nhiên, ta có quyền lợi để làm thế, nhưng nếu ta làm vậy, tương lai thư viện này sẽ có rất nhiều chuyện, ngươi hiểu không? Diệp Quân gật đầu, hắn biết, nếu Tang Hàn lấy danh nghĩa nhà nước để xây thư viện này hộ hắn, nhất định sẽ trở thành đối tượng cho kẻ thù chính trị của cô ta tấn công vào, lúc đó, thư viện sẽ càng khó khăn. Tang Hàn lại nói, ta có thể giúp ngươi trong âm thầm, có ta lặng lẽ giúp đỡ, ngươi có thể xây dựng thư viện ở thành Ung Nhung, nhưng nếu ngươi muốn nó đi xa hơn, chỉ có cách là nhận được sự ủng hộ của Hoàng Thất, chỉ có nhận được sự ủng hộ của Hoàng Thất, thư viện của ngươi mới có thể đi xa hơn. Diệp Quân im lặng, người phụ nữ này không phải người tốt, thế này là muốn đưa hắn tới đế đô rồi vướng vào cuộc tranh chấp đảng phái. Tang Hàn nhìn hắn, tự ngươi chọn. Diệp Quân nói, ta có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không? Tang Hàn bảo, nói. Diệp Quân nói, cho Tần Tuyết cô nương kia một công việc nào đó, ngay trong phủ thống đốc này. Lão Tần giúp hắn rất nhiều, tất nhiên hắn phải có qua có lại mới được. Tang Hàn gật đầu, được. Diệp Quân bảo, chuyện của thư viện. Tang Hàn nói, đoàn phụ tá của phủ thống đốc sẽ tiếp nhận, làm giúp ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không phớt lờ ngươi, việc xây dựng và phát triển của thư viện, tất cả đều theo suy nghĩ của ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn giúp cô ta giúp hắn. Hai bên hợp tác. Đương nhiên, bây giờ Tang Hàn đang là thế chủ động. Tang Hàn nói, chuẩn bị đi, mai chúng ta đi đế đô. Diệp Quân gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, âm thanh thần bí trong bóng tối lại vang lên, lần đi đế đô này. Tang Hàn bình tĩnh nói, không trốn được. Âm thanh thần bí nói, tranh thủ lấy lợi ích lớn nhất đi. Sau khi Tần Tuyết đi, Diệp Quân nằm trên giường, nhẹ giọng nói, người phụ nữ đó muốn dẫn ta đi vào vòng xoáy lớn hơn. Hơi đau đầu. Hắn thật sự không có lựa chọn, nếu không chọn làm theo cô ta, thư viện của hắn chắc chắn sẽ không làm được. Mở thư viện ở nơi này, không có nhà nước làm nền, sẽ khó tiến về trước, cho dù mở được, cũng lắm rắc rối. Tiểu Tháp nói, có khả năng tình hình của cô ta cũng không quá tốt đâu. Diệp Quân gật đầu, loại thế lực to lớn như đế quốc này, bên trong chắc chắn có rất nhiều bè phái, chuyện đấm đá lục đục, chắc chắn không ít. Tiểu Tháp nói, với người, có thể cũng là một cơ hội, suy cho cùng, sân khấu ở đế đô kia càng to hơn. Diệp Quân nói, là đạo lý này, bây giờ ta với cô ta phải buộc chung với nhau mới được. Thật ra, bây giờ hắn ngày càng tò mò với chiến trường đế tinh này, tình hình chiến tranh bên đó đã đạt tới trình độ nào rồi. Đế quốc coi trọng chiến trường này như vậy,
Rất rõ ràng, trận chiến này chắc chắn liên quan tới tương lai của đế quốc. Không nghĩ nhiều nữa, hôm sau, sáng sớm, Diệp Quân đã bị dẫn tới chỗ một bầu trời sao. Tang Hàn đứng cách đó không xa, sau cô ta có hơn ngàn người, hơn ngàn. Người này đều mặc áo giáp màu đen, khí tức trầm mạnh, trong đó có hơn 100 vị đạt cảnh giới phá hư. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, đi thôi. Vừa dứt lời, cô ta mở lòng bàn tay ra, một khay tròn màu vàng xuất hiện trong tay cô ta, nháy mắt, dưới chân mọi người xuất hiện một khe hở màu vàng, chẳng. Mấy chốc, mọi người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người đã ở trong một đường hầm thời không màu vàng. Diệp Quân đứng cạnh Tang Hàn, hắn nói, những người này là. Tang Hàn nói, tinh nhuệ của cả thành Ung Nhung đấy. Diệp Quân nói, bọn họ sẽ đi tới chiến trường đế tinh. Tang Hàn gật đầu, lần này, mọi thống đốc đều dẫn theo cường giả đỉnh cấp của tỉnh mình đi tới đế đô để tụ họp. Diệp Quân bảo, nếu trận này mà thua, sẽ thế nào? Tang Hàn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, mọi việc đều có khả năng, đúng không? Tang Hàn bình tĩnh nói, nếu thua, đế quốc sẽ sụp đổ, sau đó bị nhà họ Thiên thôn tính. Diệp Quân nói, nếu thắng, đế quốc sẽ thôn tính nhà họ Thiên, đạt đến một trình độ cao chưa từng có, đúng không? Tang Hàn gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, nếu đã là chiến tranh của vận mệnh quốc gia, tại sao nội bộ của các cô còn không đoàn kết lại, nhất trí đối phó với bên ngoài? Tang Hàn nói, kẻ địch đã xâm nhập vào cao tầng rồi. Diệp Quân. Tang Hàn khẽ thở dài. Diệp Quân nói, có thể đối phó với người của cô, thì địa vị trong đế quốc chắc. Chắn cũng là kẻ quyền trọng chức cao, loại người này, sao có thể bị thế lực đối địch làm sa ngã? Tang Hàn nhìn Diệp Quân, có thể bọn họ cũng không bị làm sa ngã, nhưng, còn bọn họ thì sao? Cháu bọn họ thì sao? Nếu không thể lấy quyền lợi để mê hoặc, vậy thì uy hiếp, người ở địa vị cao, có mấy ai là sạch sẽ? Thế lực kẻ địch tìm được điểm yếu của bọn họ, lấy cái đó để uy hiếp họ, người không làm thay bọn chúng được, chúng ta sẽ vạch trần điểm yếu của ngươi. Một khi bị lộ, người ắt sẽ chết, người nói xem, bọn họ làm không hay không? Diệp Quân im lặng. Tang Hàn nói, tương tự, bên nhà họ Thiên cũng có người của chúng ta, hơn nữa, cũng nằm ở vị trí cao. Nhiều lúc, ai đó không có nhược điểm, nhưng, kẻ bên cạnh hắn đều là nhược điểm, không bắt được hắn, thì bắt lấy người cạnh hắn, đơn giản thế đấy. Diệp Quân gật đầu, lợi hại. Nói rồi, hắn nhìn Tang Hàn, chắc cô có gì muốn nói với ta à? Tang Hàn nói, đối thủ của ta là phe quốc tướng, bọn họ dẫn dắt phe quý tộc bảo thủ. Đại biểu cho lợi ích của phe quý tộc, còn ta thuộc phe mới nổi, dẫn đầu là cửu hoàng tử. Diệp Quân trầm giọng nói, không chỉ là tranh đảng. Tang Hàn gật đầu, phải, sau lưng phái quốc tướng, là thái tử, bây giờ là người kế thừa theo luật định của đế quốc. Diệp Quân nói, nếu đã có người thừa kế, thì sao cửu hoàng tử còn muốn tranh? Tang Hàn nói, không tranh thì phải chết, người có tranh không? Diệp Quân im lặng. Tang Hàn nói tiếp, hơn nữa. Bệ hạ cũng có ý cho bọn họ tranh, hoàng đế tiếp theo của đế quốc, nhất định phải xuất chúng. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Tang Hàn nói, lần này chúng ta tới đế đô, sẽ có một nửa thống đốc bị phát tới chiến trường đế tỉnh, ra sức vì đất nước, nên không thể không nhận trách nhiệm, nhưng nếu ta đi tới chiến trường đế tinh, sẽ không chết trong trận đấu với nhà họ Quân, mà chết trong tay người mình, vì thống soái bên đế quốc là người của đại hoàng tử. Những lời này của Diệp Quân khiến Tang Hàn sinh lòng hiếu kỳ, mở miệng ngắt lời hắn. Đợi gặp cửu điện hạ rồi nói. Lần này cô ta dẫn hắn đến là để tiến cử cho vị điện hạ này, nhưng có vượt qua được bài kiểm tra hay không thì phải tự xem bản lĩnh của hắn đến đâu. Diệp Quân gật đầu. Tang Hàn chợt hỏi, ngươi nói ngươi và người kia đến đây để tranh giành đại đạo. Hắn lại gật. Tang Hàn, và nơi cạnh tranh nằm ở đế quốc. Diệp Quân, phải. Tang Hàn lẳng lặng nhìn sang. Diệp Quân hỏi, cô giúp ta tìm người được không? Tang Hàn, là người đang cạnh tranh với ngươi. Diệp Quân gật đầu. Phải tìm được chủ nhân bút đại đạo và biết ông ta đang làm gì, bằng không hắn sẽ rơi vào thế bị động. Tang Hàn đồng ý, được. Diệp Quân, tên ông ta là chủ nhân bút đại đạo. Hắn vươn tay, đưa bức tranh vẽ người này sang cho Tang Hàn. Cô ta thu nó vào. Diệp Quân vừa đi vừa hỏi Tang Hàn rất nhiều chuyện liên quan đến đế quốc, mới biết được quốc gia này đã kéo dài hơn 10 tỷ năm.
Chế độ của nó đặc biệt ở chỗ mỗi hoàng đế chỉ có thể nhậm chức trong 1 vạn năm rồi phải thoái vị. Quy chế này do tiên tổ ban ra, nhằm mục đích gieo hy vọng cho thế hệ trẻ. Hoàng đế hiện nay chỉ còn thời hạn thoái vị đó tầm 100 năm nữa, đương nhiên muốn tranh thủ khoảng thời gian này để đảm bảo người thừa kế cuối cùng của mình. Ngoài ra, Diệp Quân còn biết đế quốc hiện nay đang có mâu thuẫn nội bộ gay gắt giữa quý tộc cũ và quý tộc mới. Đế quốc muốn cải cách nhưng sẽ đụng chạm đến lợi ích của người trước, không cải cách thì mâu thuẫn tầng lớp sẽ ngày càng mở rộng. Lý do cửu hoàng tử có thể tham gia cạnh tranh ngôi báu là vì hoàng đế từng bày tỏ ý muốn cải cách nội bộ. Nói đơn giản lại thì đế quốc hiện giờ trông thì vững chắc nhưng thật ra trong ngoài đều có vấn đề, cũng nhờ có Hót Minh Mẫn tài năng nên vẫn còn đứng vững, bằng không nó đã trở thành một mớ hỗn độn từ lâu. Lấy sử sách làm ví dụ. Diệp Quân nghĩ đến vũ trụ quan huyên, biết rằng rồi sẽ có ngày nó cũng xuất hiện vấn đề này. Bây giờ đã nghĩ đến thì vẫn còn hơi sớm, nhưng lại không thể không nghĩ. Một hồi lâu sau, cuối thông đạo xuất hiện một luồng sáng trắng. Hai người bước qua nó, đặt chân đến vùng tinh không khác. Diệp Quân nhìn thấy một ông lão đứng ở xa. Tang Hàn đi đến chào hỏi, mục quản gia. Ông ta mỉm cười, Tang Tổng Đốc, lâu rồi không gặp. Tang Hàn đáp lễ, từ biệt nhiều năm. Mục quản gia gật đầu, điện hạ vốn đích thân đến đây đợi ngài, nào ngờ bệ hạ bất ngờ triệu kiến nên đã phải về đế cung. Tang Hàn gật đầu, điện hạ có kế hoạch gì không? Chúng ta về phủ trước rồi nói. Mục quản gia ra dấu mời đi theo. Tang Hàn, lão mục, không cần phải khách sáo thế. Mục quản gia cười cười, lễ nghi vẫn nên giữ. Tang Hàn mỉm cười, vậy đi thôi. Bọn họ đi theo mục quản gia đến một tòa phủ đệ xa hoa lộng lẫy. Cảm nhận được vô số khí tức hùng hậu khi đến gần, Diệp Quân đanh mặt lại. Nơi đây có cường giả giới ngoại. Cường giả phá cảnh không phải hiếm thấy ở đế quốc, nhưng giới ngoại là một câu chuyện khác. Tang Hàn chào hỏi với từng người một, cuối cùng đi đến mở lời mới hai người kia, Hòe Sư, Phù Cô Nương, đã lâu không gặp. Hòe Sách cười nói, đã lâu lắm rồi nhỉ, Tang Hàn gật gù, cũng hơn 60. Hòe Sách, trong vòng 60 năm, biến một tỉnh chưa vào được 1.000 hạng đầu thành như hôm nay, giỏi lắm. Tang Hàn, còn phải cảm ơn sự ủng hộ của Điện Hạ và đoàn phụ tá. Hòe Sách mỉm cười, quan trọng là chính cô năng lực. Mau ngồi đi. Tang Hàn gật gù rồi ngồi xuống cạnh ông ta. Một sự sắp xếp rất thú vị, Hòe Sách ngồi ở ghế đầu tiên bên phải, Vưu Liêm thì ở đối diện. Chứng tỏ địa vị của cô ta cao hơn. Mọi người vào chỗ rồi, Diệp Quân mới phát hiện không có ghế nào là cho hẳn. Tang Hàn nhận ra điều này cũng nhíu mày. Bỗng mục quản gia mang một chiếc ghế đến đặt ở vị trí gần chót, cười nói, mời công tử. Ông ta không ngờ Tang Hàn sẽ dẫn Diệp Quân vào đến tận trong đây. Người có địa vị thấp nhất nơi này cũng là tổng đốc một tỉnh, nhưng Diệp Quân chỉ là thuộc hạ của Tang Hàn, theo lý đáng lẽ phải ở ngoài. Mục quản gia còn hơi khom lưng, thất lễ rồi. Diệp Quân cười nói, không sao. Hắn cảm nhận được ông ta không cố tình làm khó hắn, chỉ là thật sự không ngờ hẳn lại có mặt ở đây mà thôi. Thái độ chân thành của mục quản gia cũng khiến hắn ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta có địa vị khá cao trong phủ nhưng lại có thể hạ mình đến vậy. Đúng là không đơn giản. Diệp Quân vừa ngồi xuống đã đón nhận vô số ánh mắt tò mò. Nhưng không ai ngu đến nỗi đi gây thù chuốc oán. Đã ngồi ở đây thì có ai bình thường đâu. Một khi không có xung đột lợi ích thì ai lại làm chuyện vô ích làm gì. Tang cô nương trở lại rồi. Một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Tất cả mọi người, bao gồm Hòe Sách và Vưu Liêm đồng loạt đứng lên. Diệp Quân nhìn ra, thấy một người thanh niên tầm 25-26 tuổi đi đến. Gã mặc áo bào đen tuyền, eo thắt đai lưng, vai khoác áo choàng trắng muốt, mắt sáng như sao, tuấn tú vô cùng. Chính là cửu hoàng tử, hoàng thất họ Cơ, vị này tên là Vô Trần. Cơ Vô Trần vừa đi vào đã cởi áo đưa cho mục quản gia, sau đó đến trước mặt Diệp Quân, hồ hởi nói, Diệp công tử. Tang Hàn nói với ta ngươi là nhân tài hiếm thấy, ta biết tính cô ta thế nào, bình thường khó mà để ai lọt vào mắt, người được tán dương như ngươi quả thật là hiếm thấy. Diệp Quân đáp lễ, Tang cô nương quá khen rồi, ta chỉ mở thư viện mà thôi. Cơ Vô Trần gật đầu, ta có nghe nói. Ngươi cứ việc yên tâm để ta lo. Ta đã phái 100 đại nho đến Ung Nhung, tạm thời đảm nhận việc giảng dạy trong thư viện. Xây dựng thế nào, hoạt động ra sao đều làm theo ý ngươi.
Diệp Quân ngạc nhiên không thôi, những người khác cũng vậy. Cửu hoàng tử đối đãi rất tốt với hiền tài, đồng thời cũng là kẻ biết nhìn người. Vì vậy khi thấy gã ra sức lôi kéo Diệp Quân, ai nấy đều tò mò về thân phận người này. Cơ Vô Trần ngồi vào ghế, cười nói, vốn định mở tiệc chào mừng các vị, nào ngờ chiến sự căng thẳng nên đành phải hủy bỏ. Chúng ta vào vấn đề chính đi, tình hình ở chiến trường Đế Tinh ngày càng bất lợi, nếu cứ tiếp tục thì đế quốc sẽ phải ra lệnh tổng động viên trong một tháng tới. Tổng động viên, ba chữ này khiến mọi người đanh mặt. Cơ Vô Trần, phụ hoàng nghe theo quốc tướng nên cho triệu tập tất cả tổng đốc các tỉnh về đế đô để thương nghị việc nước, nhưng thật ra là để phái người đi tiếp viện cho chiến trường. Một tổng đốc lên tiếng, quốc tướng muốn nhân cơ hội này để làm suy yếu chúng ta. Một người khác phụ họa, số tỉnh trọng yếu trong tay điện hạ không nhiều, một khi phái ra chiến trường ắt sẽ bị người của quốc tướng nhúng tay. Cho dù có thắng thì cũng tổn thương nặng nề, không còn khả năng tranh giành ngôi báu. Cơ Vô Trần gật đầu, ta mời các vị đến là muốn nghe một số ý kiến, xem nên làm thế nào để vượt qua cửa ải này. Một tổng đốc nói, tuyệt đối không thể làm theo ý họ. Chúng ta vất vả bao nhiêu mới đào tạo ra ngần ấy cường giả, nếu tiêu hết vào chiến trường thì sẽ không còn có thể chống lại đại hoàng tử. Theo ta thấy, nếu họ dám nêu ý tưởng thì chúng ta sẽ rách mặt ngay tại chỗ, công bố âm mưu của họ để triều đình rối loạn luôn. Một người khác đứng dậy, chỉ có loạn thế, chúng ta mới có cơ hội phản kích. Một tổng đốc bên trái phân tích, một khi loạn thế nổ ra, bệ hạ muốn an ổn triều cục sẽ phải cân nhắc thiệt hơn, sẽ không động vào chúng ta. Những người khác đồng tình. Bây giờ một khi ra chiến trường thì bao nhiêu của cải cũng mất sạch, chẳng còn gì để chỉ huy, còn mỗi cái chức tổng đốc cũng vô dụng. Chỉ có bốn người không lên tiếng là Hoè Sách, Vưu Liêm, Diệp Quân và Tang Hàn. Tang Hàn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Nghe Diệp Quân nói thế, Cơ Vô Trần lập tức thấy hứng thú, cười hỏi, Diệp công tử, mời nói tiếp. Diệp Quân gật gật đầu, sau đó nói, xin hỏi chư vị tổng đốc, đương kim bệ hạ là hôn quân hay minh quân? Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Mẹ kiếp, gan ngươi lớn vậy hả? Ý cười trong mắt Cơ Vô Trần càng thêm đậm. Một tổng đốc trầm giọng nói, đương kim bệ hạ tất nhiên là minh quân, hơn nữa còn là minh quân vạn năm khó gặp một lần. Diệp Quân gật gật đầu, đến giờ chuyện chúng ta thảo luận là cuộc tranh đấu với đại điện hạ, nhưng chư vị đã bỏ quên một chuyện, đó chính là có quốc thì mới có gia, nếu đế quốc không còn thì tranh chấp đế vị còn nghĩa lý gì nữa. Cả đám tổng đốc đều nhíu mày lại. Diệp Quân tiếp tục nói, cho tới bây giờ chúng ta đều đang suy xét về lợi ích của bản thân chứ chưa từng nghĩ đến lợi ích của đế quốc, mà chư vị phải hiểu rằng mục tiêu là của cửu điện hạ là gì? Là cả đế quốc, bởi vậy cá nhân ta cảm thấy điện hạ không chỉ không thể đối kháng với đại điện hạ vào lúc này, mà trái lại còn nên thoái nhượng, lấy đại cục làm trọng, chủ động đến chiến trận Đế Tinh, xuất lực vì quốc gia. Một tổng đốc lạnh lùng nói, cứ để bọn đại điện hạ chiếm hời như vậy. Diệp Quân không nói gì, bởi vì người hiểu ý hắn sẽ hiểu còn, không hiểu thì cũng không cần giải thích nhiều làm gì. Nụ cười trên mặt Cơ Vô Trần càng đậm nét hơn, Hoè Sách nhìn Diệp Quân, trong mắt đã có thêm phần ngạc nhiên. Còn Vưu Liêm thì lại nhìn chằm chằm Diệp Quân không biết đang suy nghĩ gì. Đám tổng đốc cũng nhận ra có chỗ không đúng, lập tức do dự, sau đó nói, kính xin Diệp công tử giải thích nghỉ hoặc. Diệp Quân không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Cơ Vô Trần, Cơ Vô Trần cười nói, chư vị tổng đốc đi nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai lại theo ta đến đế cung gặp mặt phụ hoàng. Đám tổng đốc liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi cùng nhau đứng dậy xin cáo lui. Có điều Tang Hàn vẫn chưa rời đi. Cơ Vô Trần nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp huynh, huynh đến đây ngồi đi, bên cạnh Vưu cô nương ấy. Diệp Quân không từ chối, đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Vưu Liêm. Cơ Vô Trần nói, Diệp huynh, huynh sợ có người ngoài à? Diệp Quân gật đầu. Cơ Vô Trần cũng gật đầu, cẩn thận thì hơn, bây giờ huynh có thể nói ra tất cả suy nghĩ của mình không, chư vị ở đây đáng tin tuyệt đối. Diệp Quân trầm giọng nói, cửu điện hạ, ta cảm thấy lần này bệ hạ triệu tập toàn bộ tổng đốc vào đế đô thật ra cũng là một loại sát hạch đối với huynh và đại điện hạ. Dưới góc nhìn của bệ hạ, nếu trong tình huống hiện nay mà con mình người nào còn muốn nội đầu thì tuyệt đối không có tư cách để thành thái tử. Bởi vậy ta kiến nghị điện hạ đừng tranh đấu với đại điện hạ làm gì, trái lại nên nhường nhịn, không chỉ thế mà còn nên chủ động thỉnh cầu mang binh đến chiến trận Đế Tinh trợ giúp. Sát hạch à, Cơ Vô Trần híp mắt lại.
Diệp Quân gật gật đầu, bệ hạ anh minh sáng suốt, hành động của Cửu Điện Hạ và Đại Điện Hạ đều ở trong mắt ông ấy, trong lòng ông ấy hẳn đã có sẵn một cán cân, lúc này ai chọn nội đấu thì trọng lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Tục ngữ có câu, người không tính được vạn sự thì không tính được một chuyện, người không tính được toàn cục thì không tính được một nước. Nói đến đây, hẳn hơi dừng lại rồi tiếp lời, vào lúc này chúng ta không thể mưu tính lợi ích được mất trước mắt, mà là phải tính đến toàn cục, còn về tổn thất, nếu Điện Hạ quả thật có thể dốc hết sức lực vì đế quốc, chỉ cần có thể nhận được sự tán thưởng và giúp đỡ của Hoàng đế thì tự khắc Điện Hạ sẽ thu về càng nhiều sức mạnh hơn. Hay cho một câu, người không tính được vạn sự thì không tính được một chuyện, người không tính được toàn cục thì không tính được một nước. Hoè Sách ở bên đột nhiên cười nói, Diệp công tử thật đáng gờm, tất cả mọi người đều chỉ tính đến lợi ích cá nhân trước mắt của Điện Hạ, chỉ có Diệp công tử là đang tính cho toàn bộ đế quốc, toàn bộ tương lai của Điện Hạ, lợi hại. Lúc này đây, trong lòng cô ta ngập tràn sự tò mò, đồng thời cũng có chút lo lắng. Bởi vì cô ta nhớ đến câu nói lúc trước của Diệp Quân, hắn được người nhà phái đến đây lịch luyện. Dám để con mình đến đây rèn luyện. Lẽ nào người nhà của hắn còn mạnh hơn cả đế quốc? Tang Hàn không dám nghĩ sâu hơn nữa, cô ta chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Quân. Cơ Vô Trần đột nhiên cười nói, Diệp huynh, huynh là người đầu tiên dám nói thẳng ra trước mặt ta như vậy, huynh nói tiếp đi. Diệp Quân nói, Điện Hạ muốn trở mình thật ra chỉ có một cơ hội. Đó là được bệ hạ chống đỡ, nếu không được bệ hạ ủng hộ thì Điện Hạ có bồi dưỡng thêm nhiều thế lực cá nhân hơn cũng chẳng ích gì, dù sao chuyện giết anh ép cha chắc chắn Điện Hạ không làm được rồi, cũng không dám làm. Cơ Vô Trần gật gật đầu, vậy theo huynh phải làm sao? Diệp Quân nói, như ta vừa nói, toàn lực giúp đỡ bệ hạ đánh thắng một trận, đừng tính toán lợi ích cá nhân. Cơ Vô Trần nói, Hoè Sư, Vư Cô Nương, các cô cảm thấy thế nào? Hoè Sư trầm giọng nói, Diệp công tử nói có lý, bây giờ với bệ hạ mà nói chuyện lớn bây giờ chỉ có một, đó là đánh thắng trận chiến lần này, lúc này ai dám. Nội loạn trước mặt ngài ấy thì chắc chắn sẽ mất điểm. Vưu Liêm đột nhiên nói, nếu bên phía đại điện hạ cũng làm theo cách Diệp công tử nói thì chúng ta phải làm sao nữa. Cơ Vô Trần nhìn về phía Diệp Quân mỉm cười nói, thứ cho ta nói thẳng, trên đời không có ván cược nào chắc chắn thắng. Nếu Điện Hạ kia có thể nhìn xa trông rộng làm được đến nước đó, thì chúng ta cũng chỉ có thể tự mình cố gắng hết sức, nếu kết cục vẫn là chúng ta thua thì chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Ha ha! Cơ Vô Trần nở nụ cười, Diệp huynh nói có lý, nếu đã cố hết sức mà vẫn thua thì chỉ trách tài nghệ không bằng người, Cơ Vô Trần ta có thể thắng được thì cũng có thể thua được, giờ cứ dốc hết sức đấu với đại ca thôi. Vưu Liêm liếc mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa. Sau khi tan họp, Diệp Quân và Tang Hàn tản bộ trong hoa viên cùng nhau, Tang Hàn nói, ngươi thật sự chỉ muốn mở thư viện. Diệp Quân gật đầu, ừ. Tang Hàn nói, trông ngươi không giống người dạy học. Diệp Quân cười hỏi, vậy trông ta giống người thế nào? Tang Hàn đáp, trông giống con ông cháu cha. Diệp Quân thấy hơi nhức nhức đầu. Tang Hàn nói, chuyện tìm chủ nhân bút đại đạo ta cũng có nói với Cửu Điện Hạ rồi, ngài ấy sẽ hỗ trợ tìm. Chủ nhân bút đại đạo kia là người như thế nào? Diệp Quân nói, là một người rất đáng gờm. Tang Hàn tiếp tục hỏi, đến mức nào? Diệp Quân chỉ cười, không nói thêm. Hắn biết người phụ nữ này đang bắt đầu dò la tin tức của hắn. Thấy Diệp Quân không nói gì, Tang Hàn cũng không hỏi tiếp mà đổi một đề tài mới, ngày mai Điện Hạ muốn dẫn ngươi vào đế cung. Ngươi thấy Điện Hạ có cơ hội thắng không? Diệp Quân hỏi ngược lại, cô thấy thế nào? Tang Hàn trầm mặc. Diệp Quân nói, gã có cơ hội thắng hay không chủ yếu phải xem thử đối thủ của gã có ngu hay không, nhưng bây giờ xem ra đối thủ của gã không phải hạng ngu ngốc, vậy nên nếu như Điện Hạ không có nhiều lá bài tẩy hơn thì phần thắng không quá lớn. Tang Hàn nói, vậy ngươi cảm thấy đối phương có lá bài tẩy nào không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tang Hàn, mỉm cười nói, Tổng đốc đại nhân, hôm nay cô hỏi ta nhiều vấn đề thật. Tang Hàn nói, gã thắng thì sẽ giúp ngươi mở thư viện, có một vị hoàng đế chống đỡ, thư viện của ngươi sẽ trở thành thư viện lớn nhất đế quốc. Đạo Trật Tự Cơ Vô Trần thấy kinh ngạc, gã quay đầu nhìn về phía Vưu Liêm, Trật Tự. Vưu Liêm khẽ gật đầu. Cơ Vô Trần lại nở nụ cười, ta thấy rất bình thường, người tu Trật Tự không ít, chỉ là có lớn có nhỏ thôi. Nói rồi, gã dừng lại một chút rồi mới tiếp lời, Trật Tự của hắn là lớn hay nhỏ? Vưu Liêm lắc đầu, không thể nhìn ra.
Cơ Vô Trần im lặng một lát rồi nói, không cần phải để ý nhiều vậy, hắn giúp ta, ta giúp hắn, vậy là được. Vưu Liêm gật đầu, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại sáng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Quân ra khỏi phòng mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời đang tờ mờ sáng, mà lúc này Mục quản gia đã chờ ở trước cửa. Thấy Diệp Quân, Mục quản gia hơi thi lễ, Diệp công tử, 10 phút sau tập hợp ở trước cửa. Diệp Quân gật đầu, được. Mục quản gia xoay người rời đi. Diệp Quân khẽ thở dài. Hắn phát hiện bản thân vẫn không thể dung hợp được hư thời không và kiếm đạo lại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn không thể khống chế được hư thời không. Nếu có kiếm thanh huyên thì hẳn là có thể dung hợp chúng dễ như trở bàn tay, bởi vì đặc tính của kiếm thanh huyên nên nó có thể bỏ qua mọi mâu thuẫn của bất kỳ thời không nào. Đáng tiếc chính là bây giờ hắn không thể sử dụng kiếm thanh huyên. Bởi vậy hắn chỉ có thể làm từng chút một. Lúc đến ngoài cửa, đám tổng đốc đã có mặt sẵn ở đây, Tang Hàn cũng trong số đó. Không biết đợi bao lâu, Cơ Vô Trần bước ra từ trong điện, mọi người vội vàng hành lễ, Cơ Vô Trần liếc mắt nhìn Diệp Quân, cười nói, đi thôi. Vừa dứt lời, mọi người đều đạp không bay lên, chớp mắt đã biến mất. Một lát sau, nhóm người đã đến đế cung. Lúc chỉ còn cách đế quốc mấy chục dặm, mọi người đã dừng lại rồi chuyển sang đi bộ, đó là sự tôn trọng dành cho hoàng đế. Đế cung không quá lớn, ngược lại còn hơi bé, nhưng lại toát ra một cỗ uy nghiêm khiến người khác không kềm được sinh lòng kính nể. Đám người Cơ Vô Trần vừa mới đến gần cổng lớn của đế cung thì một ông lão mặc cung trang đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thấy người đến, Cơ Vô Trần vội vàng tiến lên, Hàn Công, sao ông lại ở đây? Hàn Công, nghe Cơ Vô Trần gọi thế, mọi người ở đây đều thấy kinh ngạc. Hàn Công nổi tiếng lừng lẫy, từ nhỏ đã phụng bên bệ hạ cùng nhau lớn lên, có thể nói là tâm phúc đáng tin tưởng nhất bên cạnh bệ hạ, kinh khủng nhất là thực. Lực của lão sâu không lường được. Diệp Quân nhìn ông lão hiền từ trước mắt, nét mặt cũng nghiêm lại, người trước mắt này là kẻ nguy hiểm nhất chỉ sâu người ngoại giới hắn từng gặp. Đối phương chắc chắn đã đạt đến cảnh giới giới ngoại. Nghe Cơ Vô Trần nói thế, ông lão chỉ mỉm cười bảo, đợi điện hạ đến, mời điện hạ đi theo ta. Nói rồi lão xoay người bước đi, đám người Cơ Vô Trần vội vàng đuổi theo. Chỉ một lát Hàn Công đã dẫn mọi người đến trước một tòa đại điện, Hàn Công làm thế mời, điện hạ, mời vào. Cơ Vô Trần gật gật đầu, gã dẫn mọi người vào trong điện. Bên trong rất rộng, lúc này đã có gần 10.000 người đứng khắp nơi. Diệp Quân biết, những người trước mắt này đa số đều là tổng đốc từ các tỉnh, đế quốc có tổng cộng hơn 10.000 tổng đốc, trừ khi có lý do đặc biệt thì hầu. Như ai cũng đến cả. Thấy Cơ Vô Trần đến, không ít tổng đốc đưa mắt sang nhìn gã, nhưng chẳng mấy chốc đã rời mắt đi. Không phải tất cả tổng đốc ở đây đều tham gia tranh giành quyền lực, nhưng không thể phủ nhận rằng đa số tổng đốc đều lựa chọn theo đại điện hạ. Cơ Vô Trần đi đến chỗ cuối cùng ở bên phải rồi đứng lên vị trí đầu tiên, sau khi ổn định thì chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Quân nhìn về phía vị trí đầu tiên bên trái, nơi đó trống không. Diệp Quân biết đó là chỗ của đại điện hạ, trong điện rất yên tĩnh, cũng rất ngột ngạt, tất cả mọi người đều đứng im lặng. Đầu đang chờ. Đúng lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra, tiếp đó là một người đàn ông mặc trường bào bước vào, người này vóc dáng khôi ngô, quanh thân tỏa khí thể chính trực, hào hùng. Đại điện hạ Cơ Tiêu. Trong điện gần 7 phần 10 tổng đốc đều đua nhau thi lễ, bái kiến đại điện hạ. Khác biệt một trời một vực so với khi nãy họ thấy Cơ Vô Trần đi vào. Cơ Vô Trần vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ thái độ nào. Cơ Tiêu cười nói, chư vị không cần đa lễ. Nói rồi, gã ta bước nhanh đến vị trí đầu tiên ở bên trái. Người đàn ông trung niên mặc một trường bào đơn giản, theo sự xuất hiện của ông ta, tất cả mọi người có mặt ở đây đều vội vã hành lễ cung kính. Hoàng đế của đế quốc. Diệp Quân đánh giá vị hoàng đế trước mắt, thoạt nhìn ông ta chỉ chừng 40 tuổi, ăn mặc rất đơn giản, không hề hình thức chút nào, thoạt trông chẳng giống hoàng đế, cũng không cảm giác được bất kỳ uy nghiêm nào. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghiêm mặt lại cung kính hành lễ. Hoàng đế nhìn mọi người, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Nói rồi, ông ta phất tay áo lên, trước mặt họ xuất hiện một quyển sổ mật lệnh. Khi nhìn thấy sổ mật lệnh kia, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đây là một phần mật báo từ quân đội. Chiến trận đế tinh,
phía đế quốc đã hao tổn 3 cường giả cảnh giới giới ngoại, hơn 3.000 cường giả cảnh giới phá hư. Đế quốc đang rơi vào thế yếu. Bên kia thỉnh cầu trợ giúp. Lúc này, hoàng đế lại lấy hai quyển sổ ra, ông ta nhìn mọi người, đây là sổ của cửu hoàng tử và đại hoàng tử đêm qua đưa lên, các người muốn biết nội dung bên trong không? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hoàng đế, ông ta cười nói, ta rất vui mừng. Nói rồi, ông ta xòe tay, hai quyển sổ nhỏ bay lên không trung ở trên mọi người, ai nấy đều đọc được nội dung trong đó. Sau khi đọc xong, mọi người đều cả kinh, hai vị hoàng tử đều thỉnh chiến, thỉnh cầu mang binh trợ giúp chiến trận đế tinh. Đại hoàng tử Cơ Tiêu liếc mắt nhìn sổ nhỏ của Cơ Vô Trần, rồi lại nhìn sang Cơ Vô Trần, khẽ mỉm cười, không nói gì. Vẻ mặt Cơ Vô Trần vẫn bình tĩnh. Lúc này, hoàng đế liếc mắt nhìn đại hoàng tử và cửu hoàng tử, ta rất vui mừng. Hai người vội vàng cung kính hành lễ. Hoàng đế lại nói, trận chiến của đế quốc chúng ta và nhà họ Thiên chỉ có thể thắng, không thể thua, lần này ta quyết định sẽ tự mình xuất chiến. Tự mình xuất chiến. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đại hoàng tử và cửu hoàng tử cũng kinh ngạc vô cùng. Hoàng đế nói, không cần khiếp sợ, đến lúc này rồi, cho dù là đế quốc hay nhà họ Thiên đều quyết không chịu thua, nếu vậy thì cần phải toàn lực đối phó, 10 ngày sau, tất cả cường giả đứng đầu đế quốc đều phải xông pha đến chiến trận đế tỉnh. Xốc sức toàn nước đánh một trận. Không thể không nói, Diệp Quân cũng có chút khiếp sợ, chẳng mấy chốc sắc mặt hắn đã tối lại. Mẹ kiếp, nếu đế quốc đánh thua thì chuyện mở thư viện của mình cũng trôi theo luôn. Lại đi dựng một lá cờ khác hả? Khó khăn quá. Hắn ở đây không có gốc gác gì, muốn phất cờ lần nữa quá khó. Lúc này, hoàng đế đột nhiên nói, ta mời được một vị quốc sư, mọi người làm quen đi. Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đạo bào đột nhiên bước ra. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc đạo bào kia, sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm. Chủ nhân bút đại đạo, mẹ kiếp, đồ chó này sao bò lên được cả vị trí quốc sư rồi. Sau khi chủ nhân bút đại đạo đi ra, ánh mắt của ông ta lập tức lia đến chỗ Diệp Quân rồi cười hì hì. Diệp Quân nói, chết dẫm. Mọi người đều nghỉ hoặc. Hai người này quen biết nhau hả? Còn, chết dẫm là gì? Chủ nhân bút đại đạo lập tức xa sầm mặt mũi, ông ta biết rõ Diệp Quân đang nói gì, tên khốn nạn này còn dám dùng từ lóng nữa. Hoàng đế liếc mắt nhìn Diệp Quân. Cao đó nói, từ nay về sau ông ấy chính là quốc sư của đế quốc, thấy ông ấy như thấy ta. Nghe vậy, tất cả mọi người đều lập tức hành lễ. Cho dù là đại hoàng tử và cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Quân vẫn đứng đó bất động. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân đầy khiêu khích, hôm nay ông muốn ngồi lên đầu ngươi đấy. Hoàng đế lại lần nữa nhìn Diệp Quân vẻ mặt bình tĩnh, bệ hạ, tại hạ không quan không chức, chỉ là một thường dân. Nên không cần hành lễ với ông ấy. Nghe Diệp Quân nói thế, ai nấy đều cả kinh. Cái tên này can đảm quá thể, còn dám nói vậy với bệ hạ. Tang Hàn cũng kinh ngạc, cô ta biết Diệp Quân gan lớn, nhưng không ngờ lớn đến mức đó. Tên này không sợ gì hết thật à, Cơ Vô Trần cũng có chút kinh ngạc. Hoàng đế nhìn Diệp Quân, không nói gì, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Thiên tử nổi giận. Dọa người cỡ nào? Diệp Quân khiêu khích uy nghiêm của thiên tử như vậy, chắc chắn phải chết. Diệp Quân mỉm cười nói, bệ hạ, thật không dám giấu giếm, ta có quen với vị quốc sư này, giữa chúng ta từng có chuyện không vui, vậy nên không phải là ta cố ý mạo phạm uy nghiêm của bệ hạ, mà là do ta có ân oán cá nhân với ông ấy, ân oán đó gần như nỗi hận giết cha. Thù giết cha. Khóe miệng chủ nhân bút đại đạo dần giật. Mà trong điện, mọi người đều cũng gật gù thấu hiểu, hóa ra là có thủ giết cha. Không hành lễ đúng là cũng đúng. Cuộc họp kết thúc, một tin tức đã lan truyền khắp đế quốc. Hoàng đế sắp ngự giá thân chinh ra chiến trường. Lệnh tổng động viên cũng được ban bố khắp nơi. Tất cả cường giả cao cấp ở các tỉnh đều phải gấp rút lên đường đi đế đô. Ngoài ra, các tỉnh cũng phải nhanh chóng thu gom tài nguyên để gửi ra chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Thế là mọi người đều biết, trận chiến này có liên quan đến sinh tử của đế quốc. Không được phép thua, hàng loạt cường giả lục tục trở về đế đô dưới lệnh triệu tập. Trên đường về phủ cửu điện hạ, Diệp Quân một mực giữ im lặng.
Hắn hoàn toàn không ngờ đến việc chủ nhân bút đại đạo lại có thể trở thành quốc sư. Mẹ nó chứ. Lại đánh giá thấp ông ta rồi. Bản lĩnh đáng gờm thật. So với ông ta, hắn vẫn còn quá non. Và hắn biết mình phải tìm con đường khác. Vừa trở lại phủ, hắn đã thấy một cô gái đang đứng đợi mình. Vưu Liêm. Cô ta chào hỏi, Diệp công tử. Diệp Quân cười, cô nương tìm ta có chuyện gì chăng? Vưu Liêm không đáp mà chỉ lấy ra một khối lệnh bài. Diệp Quân vừa nhìn thấy nó thì cau mày. Thứ ấy giống hệt với lệnh bài mà thiếu niên tạo phản trong hầm mỏ Tỉnh Linh từng đưa cho hắn. Thấy Vưu Liêm lẳng lặng nhìn mình, hắn nói thẳng, ta cần rất nhiều sự giúp đỡ, các cô có thể cho hay không? Vưu Liêm, còn phải xem giá trị của ngươi. Diệp Quân, đối thủ của ta nay đã là quốc sư đế quốc, cô cũng biết nên mới đến tìm ta, đúng chứ? Vưu Liêm gật đầu, ta chỉ có thể giúp đến một mức độ nào đó. Diệp Quân không nói gì, vì hắn biết đối phương đang muốn xem hắn còn giấu chiêu gì trong tay. Thế là hắn không chần chừ, lập tức nặn ra một giọt máu tươi đẩy sang trước mặt Vưu Liêm. Cô ta quan sát nó một hồi rồi thu vào, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Rồi đứng dậy rời đi. Trở về phòng mình, Vưu Liêm nhìn chằm chằm giọt máu tươi, chân mày dần nhíu lại. Rồi cô ta vươn tay, triệu hồi những dòng nước trong lành tụ lại thành một vũng, soi ra hình ảnh Diệp Quân. Người bên trong hoàn toàn không biết mình đang bị quan sát. Ngoài kia, Diệp Quân vẫn đang nhìn theo hướng Vưu Liêm biến mất với vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Tháp lên tiếng, ban nấy cô ta muốn giết người đấy. Hắn gật đầu, chỉ cần ta có một chút do dự, cô ta sẽ không trần trừ. Tiểu Tháp, cô ta rốt cuộc là ai? Diệp Quân thì thầm, còn chưa rõ sao. Tiểu Tháp, Diệp Quân, mẹ nó, vòng xoáy này lớn quá, ta không cách nào thoát ra được. Tiểu Tháp, chủ yếu là do chủ nhân bút đại đạo quá uyên bác, thuyết phục được hoàng đế cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Nhưng bây giờ ông ta đã là quốc sư, một khi biết về ngươi. Diệp Quân, ông ta sẽ khử ta ngay. Tiểu Tháp, vậy ngươi định thế nào? Những ngày sau đó, khi khắp đế quốc đang điên cuồng tổng động viên, vô số cường giả hối hả chạy về đế đô thì Diệp Quân lại ở lì trong phủ Cửu Điện Hạ, ngoại trừ tu luyện chỉ có đọc sách để hiểu triệt để về đế quốc và thiên gia. Lịch sử đế quốc đã kéo dài hơn 10 tỷ năm, người sáng lập ra nó Cơ Vô Tiên là một nhân vật truyền ký, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuối cùng thống nhất vũ trụ và lập ra đế quốc khổng lồ. Cảnh giới tu luyện thể tu cao nhất ở đế quốc là giới ngoại, nhưng nó khác với giới ngoại mà vị kỳ nhân kia tạo ra. Người kia sau khi thăm dò hư không thì đã nắm được nó trong tay, có thể tùy ý phá hủy, sau đó đã tiếp xúc được với, chân cũng chính là điểm thời không màu trắng người này từng thấy trong hư thời không. Điều đáng nói là vị kỳ nhân kia lúc ấy còn ở trong một vùng thời không còn cao hơn nữa, nghĩa là khi ông ta muốn giết hắn thì đã vượt khỏi cảnh giới giới ngoại, lại còn nhờ cha mà lĩnh ngộ được cái mới. Nên hắn cho rằng sức mạnh thật sự của người kia đã nằm ngoài giới ngoại rất xa. Mà giới ngoại tại nơi này lại không phải quan điểm hư và chân của người kia mà chỉ là một cảnh giới. Ai có thể tiếp xúc đến thời không kia, mượn dùng điểm trắng kia, người đó đã đạt đến giới ngoại. Nói đơn giản lại, giới ngoại của vụ kỳ nhân kia càng sâu hơn, có hẳn lý luận hoàn chỉnh để nâng đỡ, còn giới ngoại của đế quốc thì chỉ là cảnh giới không liên. Quan gì đến hư và chân? Sự khác biệt trong đó là rất lớn. Người kia không chỉ đang nghiên cứu cảnh giới mà là về cả thế giới. Diệp Quân đi đến kết luận là giới ngoại của người kia càng đáng sợ hơn. Chỉ cần hắn có thể hiểu hết phá bích kinh thứ mà chủ nhân bút đại đạo cũng thèm muốn thì sẽ mạnh hơn cường giả nơi này. Thế là hắn dốc sức tu luyện, tìm hiểu. Tiếc rằng không có kiếm thanh huyền thì tu luyện hư thời không khó như lên trời. Nhờ có kiếm làm môi giới mà hắn có thể dung hợp với bất kỳ thời không nào. Giờ không có nên hư thời không căn bản không thèm quan tâm đến hẳn. Cũng may tâm tính hắn không tệ nên không nóng nảy, lại còn thay đổi lối nghĩ, không một mực muốn kết hợp với hư thời không nữa mà phải nghiên cứu nó. Trước, đợi hiểu hết đi rồi hãy dung hợp. Nhờ phá bích kinh mà nó cũng không bài xích hắn, để cho hắn tiến vào bất kỳ lúc nào. Ở nơi đó, tất cả đều là hư ảo, giả tưởng, vô thực như mộng. Cảm giác như đang ở trong gương, không có gì là thật. Thời không này cho hắn một cảm giác kỳ lạ, vừa thật vừa ảo, quái dị vô cùng. Diệp Quân ngồi xếp bằng, lẳng lặng cảm thụ nó. Bỗng hắn nhíu mày, sao ta lại phải dung hợp với nó cơ chứ? Tiểu Tháp, là sao?
Diệp Quân cười, trước giờ ta luôn dùng kiếm đạo của mình dung hợp để tạo ra cái mới, nhưng ta quên rằng hư thời không này vô cùng vô tận, cho dù có sức mạnh tín ngưỡng cũng chưa chắc dung hợp được với nó, nói chỉ là kiếm đạo bây giờ. Tiểu Tháp, vậy ngươi? Diệp Quân nhắm mắt lại, ta sẽ không dung hợp, mà là hấp thụ. Tiểu Tháp, không thể nào. Ngươi không có kiếm thanh huyền thì làm sao làm được? Diệp Quân, ta không có sức mạnh tín ngưỡng, nhưng ta có. Sắc mặt hắn vặn vẹo đi khi khởi động ba loại huyết mạch trùm lên hư thời không. Tiểu Tháp, đại ca à, huyết mạch làm gì chiếm đoạn thời không được? Ngươi đừng có dáng mà bật hách nhé, vô lý lắm. Diệp Quân, Tháp gia, vì sao chủ nhân bút đại đạo lại trở thành quốc sư được? Tiểu Tháp, vì hắn học sâu biết rộng, chinh phục được hoàng đế cũng là hợp lý. Diệp Quân gật đầu, vì ông ta lợi dụng trí nhớ từ bản thể, cũng là lẽ tất nhiên, vậy thì tại sao ta không thể tận dụng ưu thế của mình? Tiểu Tháp không hiểu, là sao? Diệp Quân nhắm mắt lại, thao túng ba loại huyết mạch tạo thành một hình người cao lớn vạn trượng lơ lửng trong hư thời không, khuếch tán sức mạnh ra ngoài. Tiểu Tháp hỏi lại, người định làm cái gì đấy? Chỉ nghe giọng Diệp Quân vang lên như sấm dậy. Ta dùng huyết mạch dòng chính nhà họ Dương mà thề, phàm là ai giúp Diệp Quân ta đột phá, ông nội ta Dương Diệp sẽ nợ một ân tình, cha ta Diệp Huyên nợ một ân tình, mẹ ta Tần Quan nợ một ân tình. Tiểu Tháp, hư thời không im phăng phắc. Tiểu Tháp, đại ca à, cái này không được đâu. Duyên, bỗng hàng loạt luồng sức mạnh thời không ồ ạt tuôn ra từ khắp nơi trong hư thời không, tràn vào cơ thể Diệp Quân. Hắn chiếm đoạt chúng, không tha dù chỉ một mảnh. Vãi lời. Tiểu Tháp ngây người. Diệp Quân tiếp tục siết tay lại. Chỉ phá hư thôi vẫn không đủ. Hắn phải tiếp xúc được với chân. Phải đạt đến giới ngoại. Hắn không có thời gian tu luyện, chủ nhân bút đại đạo sẽ không cho hắn cơ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ai giúp ta đến giới ngoại, ta dùng danh nghĩa. Của cha ta thề, cô ta nợ ngươi một ân tình. Tiểu Tháp. Đây là phương thức tu luyện gì vậy? Vưu Liêm nhìn chằm chằm vào Diệp Quân bên trong màn nước, lúc này Diệp Quân đã chậm rãi bước chân vào bên trong tia sáng. Điểm giao thoa giữa hư và chân. Mà khi Diệp Quân bước vào điểm giao này, thế giới trong màn nước bỗng trở nên mờ ảo, nhìn không rõ đâu ra đâu. Thời không bên trong điểm giao hư chân không thể nhìn thấy từ bên ngoài được nữa. Tất nhiên, với thực lực của cô ta thì vẫn có thể tiếp tục thăm dò vào bên trong, nhưng cô ta không làm vậy, cô ta chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Màn nước kia lập tức tan biến. Ánh mắt của cô ta lần nữa rơi xuống giọt máu nọ. Lúc trước cô ta chỉ thấy giọt máu này bất phàm, mà lúc này cô ta càng cảm nhận được sự khủng bố của nó. Vô cùng khủng bố. Cô ta đã đánh giá thấp chủ nhân bút đại đạo, cũng đánh giá thấp cả thiếu niên Diệp Quân kia. Vô cùng đánh giá thấp. Nhớ đến việc đối phương bảo bản thân đến đây để rèn luyện. Cô ta chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Lúc này, Cơ Vô Trần đi vào, Vưu Liêm thôi không nghĩ nữa, nhìn về phía Cơ Vô Trần. Cơ Vô Trần đi tới một bên ngồi xuống, cười nói, Vưu cô nương, cô thấy vị Diệp công tử kia thế nào? Vưu Liêm bình tĩnh nói, lúc trước đã nói rồi. Cơ Vô Trần đột nhiên nói một câu, kẻ thù của hắn là quốc sư. Vưu Liêm liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, ta không biết vị quốc sư kia có lai lịch gì. Nhưng trước mắt xem ra ông ta rất được phụ vương tin tưởng và trông cậy. Ta đã nhận được tin lần này phụ hoàng quyết định tự thân xuất chiến là do ông ta đề xuất, không chỉ thế, ông ta còn tự tay giúp gia tăng sức mạnh cho các loại trận pháp của đế quốc, khiến chúng mạnh hơn ít nhất mấy lần. Vưu Liêm nhíu mày lại, nhưng không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, có người bảo ông ta còn giúp đỡ phụ hoàng tu hành. Vưu Liêm nói, người muốn nói gì? Cơ Vô Trần cười hỏi, yêu cô nương thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu ý của ta? Vưu Liêm không nói lời nào. Cơ Vô Trần nó kia. Úc ta rời khỏi đế cung đã từng nói chuyện với vị quốc sư. Vưu Liêm vẫn không nói gì. Cơ Vô Trần tiếp tục nói, ông ta không nói rõ, nhưng ta biết ta phải chọn giữa hắn và ông ta, nếu không thì sau trận chiến này, ta chắc chắn sẽ mất đi tư cách tranh đấu. Bởi vì xem ra hiện tại ông ta chắc chắn có thể ảnh hưởng đến quyết định lập thái tử của phụ hoàng. Vưu Liêm nói, người muốn chọn chủ nhân bút đại đạo. Cơ Vô Trần nói, ta không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Vưu Liêm nhìn gã, người đã chọn rồi thì cần gì phải hỏi lại ta?
Cơ Vô Trần cười nói, ta vẫn muốn nghe ý kiến của Vưu cô nương một chút. Vưu Liêm im lặng một lát rồi nói, trong này có một vấn đề, đó là chủ nhân bút đại đạo lợi hại như vậy, còn là tử địch của Diệp công tử, nhưng Diệp công tử kia vẫn sống sót khỏe mạnh, người biết như vậy có nghĩa là gì không? Cơ Vô Trần nói, nghĩa là lai lịch của Diệp huynh không đơn giản. Vưu Liêm gật gật đầu, trước mắt xem ra vị chủ nhân bút đại đạo này quả thật chiếm ưu thế, là quốc sư thì quyền cao chức trọng, nhưng có hai vấn đề, thứ nhất là ông ta có bằng lòng ủng hộ ngươi không? Ông ta cũng chưa hề biểu thị là sẽ ủng hộ cho ngươi, chỉ đề cập ẩn ý đến mà thôi. Đó là hành vi trốn tránh trách nhiệm, ông ta đang lay động ngươi, để ngươi ra tay với Diệp công tử, thắng thì ông ta hài lòng, mà thua thì ông ta cũng thỏa mãn, bởi vì ông ta chẳng mất mát gì. Cơ Vô Trần nhíu mày lại. Vưu Liêm tiếp tục nói, cho dù ông ta có biểu thị chắc chắn ủng hộ ngươi thì độ đáng tin được bao nhiêu. Chí ít Diệp công tử chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi. Cơ Vô Trần nói, ta cũng hiểu những điều cô nói, nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là Diệp huynh theo ta, nếu ta không từ chối thì chẳng khác gì chúng ta đã chung thuyền, mà nếu vậy thì khi quốc sư muốn nhắm vào Diệp huynh cũng sẽ nhắm luôn vào ta. Vưu Liêm nói, muốn có được thì phải trả giá. Cơ Vô Trần cười khổ, Vưu cô nương, không đơn giản như vậy đâu. Nếu quốc sư liên thủ với đại ca thì ta thật sự sẽ không còn cơ hội nhỏ nhoi nào cả. Vưu Liêm nói, ta chỉ cho ngươi kiến nghị thôi, còn lựa chọn như thế nào thì đều dựa vào ngươi cả. Cơ Vô Trần nói, ta muốn đánh cược một lần. Vưu Liêm nhìn Cơ Vô Trần, cược gì? Cơ Vô Trần đứng dậy, chậm rãi nói, Vưu cô nương, cô có cẩn thận mấy cũng có điều sơ sót, đã quên mất một chuyện. Vưu Liêm nhíu mày. Hoàng cung, bên trong một gian thiên điện, chủ nhân bút đại đạo và hoàng đế đang ngồi đối diện nhau, giữa hai người là một bàn cờ, chủ nhân bút đại đạo cầm quân trắng, hoàng đế cầm quân đen. Hoàng đế hạ xuống một nước cờ, nói, đạo huynh hẳn phải biết nhà họ quân chứ. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, cũng không phải quá hiểu biết, nhưng không sao cả. Hoàng đế liếc mắt nhìn ông ta, cười nói, ta cũng không hiểu nhiều về đạo huynh. Ở đế vực này, cũng không có nhiều người khiến ông ta không biết rõ như vậy. Chủ nhân bút đại đạo nói, chúng ta không phải kẻ địch. Hoàng đế nói, nhưng ta muốn hiểu hơn về đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, tất nhiên ông ta biết đối phương đang sợ ông ta có mục đích khác, thế là hạ xuống một nước cờ rồi mới nói, mục đích của chuyến này của ta là thiếu niên kia. Hoàng đế hỏi, muốn hắn chết. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, không cần chết, muốn hắn chịu thua. Hoàng đế nói, xem ra thiếu niên kia không hề tầm thường. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, đúng vậy đấy. Hoàng đế nhìn về phía ông ta, cần ta giúp đỡ không? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười nói, huynh cần gì phải thăm dò ta? Tất nhiên đối phương không thật sự muốn giúp ông ta, nói thế chỉ là để dò hỏi nội tình của thiếu niên tên Diệp Quân kia thôi. Hoàng đế mỉm cười, không nói gì. Tất nhiên ông ta không ngu đến mức cứ thế giúp chủ nhân bút đại đạo đi giết người, người có thể trở thành tử địch với kẻ trước mặt này, há có thể tầm thường. Cho dù có giúp thì cũng phải nhận đủ lợi ích mới ra tay, tất nhiên vẫn nên cẩn thận thì vẫn hơn, hơn nữa dù ông ta cũng không việc gì phải gấp gáp, bởi vì người kia hiện đang đi theo con trai của ông ta. Ông ta kiềm hãm chủ nhân bút đại đạo, con trai kiềm hãm thiếu niên kia, cha con bọn họ chỉ cần giữ thế cân bằng là có thể ăn trọn cả hai đầu. Tất nhiên chủ nhân bút đại đạo nhìn rõ được suy nghĩ của vị hoàng đế trước. Mặt này, ông ta mỉm cười, người trước mắt này tất nhiên không dễ đối phó, nhưng con trai ông ta thì. Cửu điện hạ và đại điện hạ kia vẫn còn rất trẻ. Nghĩ tới đây, ông ta đột nhiên nhớ đến Diệp Quân. Thật ra nếu nghiêm túc suy xét thì tôn khốn kia cũng không tệ lắm, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, thằng danh đó đã rất trưởng thành, không còn đơn thuần như trước nữa. Chủ nhân bút đại đạo thôi không nghĩ nữa, ông ta cầm một quân cờ hạ xuống, ta có một kế có thể tiêu diệt nhà họ Quân tận gốc. Bàn tay đang định hạ cờ của hoàng đế chợt dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, không có vui vẻ, chỉ có đề phòng. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu các huynh không nắm chắc cơ hội này, sau này sẽ không có lần hai đâu. Giết Diệp Quân, vậy chắc chắn không thể làm được. Hơn nữa cũng chẳng được ích gì. Chủ nhân bút đại đạo chỉ muốn Diệp Quân thua tâm phục khẩu phục, không chỉ thế, ông ta còn muốn nhà họ Dương phải thua tâm phục khẩu phục, để bọn họ không còn lời gì để nói.
Hoàng đế đột nhiên đặt một quân cờ xuống, nói, nếu như có thể diệt nhà họ Quân thì tất nhiên đế quốc ta rất sẵn lòng lắng nghe, chỉ là không biết huynh có điều kiện gì. Chủ nhân bút đại đạo dựa vào ghế, bình tĩnh nói, huynh không cần đề phòng ta, ta có mục đích thật, nhưng không nhằm vào đế quốc. Hoàng đế nhìn chủ nhân bút đại đạo, một lát sau ông ta cười nói, hợp tác vui vẻ. Chủ nhân bút đại đạo cũng cười nói, hợp tác vui vẻ. Trong phòng tu luyện, lúc này Diệp Quân đang ở điểm giao giữa hư chân, thời không nơi này đang ở trên hư thời không, nếu như nói hư thời không là thế giới trong gương, vậy ở nơi đâu không khác gì là đã nửa bước ra khỏi tấm gương kia. Tốc độ của đế quốc cực kỳ nhanh, chỉ 10 ngày mà rất nhiều cường giả đã tụ tập ở đế đô. Rất nhiều trận pháp dịch chuyển dài mấy vạn trượng lơ lửng trên bầu trời đế đô, bên trong là các cường giả đỉnh cấp đến từ các tỉnh. Đế quốc triệu tập, không ai dám không đến, cho dù là vài tông môn thế gia lánh đời cũng đều phái người đến chỉ viện. Bầu trời đế đô tối đen, từng khí tức đáng sợ lan ra từ khắp nơi, cực kỳ khủng khiếp. Trong số đó, ngoài các cường giả con người ra, còn có rất nhiều cường giả yêu tộc, nhưng không nhiều, chỉ có mấy vạn, yêu loại nào cũng có. Chúng có kích thước khổng lồ, mặc dù số lượng ít hơn cường giả con người nhiều nhưng cảm giác áp bức của chúng không hề yếu hơn cường giả con người ở đó. Nhất là mấy con yêu thú thủ lĩnh, khí tức của chúng hệt như một ngọn núi lửa sôi sùng sục, không ngừng phun trào ra xung quanh, thời không trở nên hư ảo, vô cùng đáng sợ. Trong không trung còn có rất nhiều cường giả đang liên tục tụ tập đến. Phủ đệ cửu hoàng tử. Diệp Quân bỗng bước ra từ phòng tu luyện, sau khi ra ngoài, hắn nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Lúc này Tang Hàn đi đến. Cô ta hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Quân, trực giác mách bảo cô ta rằng Diệp Quân hơi khác trước rồi, nhưng cô ta lại không nói ra. Vì Diệp Quân không có cảnh giới tu luyện, thế nên trừ khi hắn ra tay, nếu không không thể cảm nhận được sức chiến đấu của hắn. Đây cũng là một cái lợi khi hắn không tu cảnh giới. Diệp Quân mở mắt ra nhìn Tang Hàn trước mặt, mỉm cười nói Tang cô nương. Tang Hàn nhìn hắn, người đột phá rồi à? Diệp Quân nói, cũng không tính là đột phá, chỉ có chút thu hoạch nhở. Tang Hàn gật đầu không hỏi nhiều, sắp khởi hành đến chiến trường đế tinh, chúng ta đi thôi. Diệp Quân nói, ừ. Nói rồi hai người biến mất khỏi đó để đến không trung đế đô. Tang Hàn dẫn Diệp Quân đến trận pháp dịch chuyển của Cơ Vô Trần, nhìn thấy hai người bước đến, Cơ Vô Trần cười nói, Tang cô nương, Diệp huynh. Diệp Quân mỉm cười, điện hạ. Cơ Vô Trần nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, Diệp huynh đột phá rồi à? Diệp Quân lắc đầu, không có, chỉ có chút giác ngộ thôi. Cơ Vô Trần gật đầu, chỉ nhìn Diệp Quân một chốc, không nói thêm gì. Diệp Quân nhìn Vưu Liêm bên cạnh Cơ Vô Trần, sắc mặt Vưu Liêm rất bình tĩnh, không nói gì cả nhưng lại nhìn hắn một cái. Diệp Quân nở nụ cười. Ngay lúc này một uy lực vô hình bỗng lan ra từ không trung. Mọi người đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, hoàng đế chậm rãi bước đến từ đằng xa, hôm nay ông ta mặc long bào, chậm rãi bước đến, nhưng mọi người đều cảm thấy như chen chúc trong vô số ngọn núi, tự cảm thấy ngột ngạt và áp bức. Tất cả mọi người vội cung kính chào. Diệp Quân nhìn hoàng đế, hơi cúi đầu xuống, hai tay siết chặt lại, giả vờ mình cũng bị khí tức của ông ta trấn áp. Bên cạnh hoàng đế là chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo lập tức nhìn sang Diệp Quân. Ông ta nhìn Diệp Quân rồi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này sức mạnh đạo pháp của ông ta đã bị phong ấn nên không ra được thực lực của Diệp Quân. Lẽ nào tên này có đột phá? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, trực giác mách bảo với ông ta là không có khả năng, vì hiện tại Diệp Quân không có tiểu tháp, cũng không thể dùng kiếm thanh huyên, thế nên trên lý thuyết có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy là điều không thể. Dĩ nhiên ông ta cũng hiểu rõ có đôi khi không thể xét về lý thuyết khi đối mặt với người nhà họ Dương. Hoàng đế cũng nhìn Diệp Quân, nhưng nhanh chóng rời sự chú ý, ông ta nhìn mọi người, các vị, chuyến đi đến chiến trường đế tinh này là san bằng nhà họ Thiên. Ông ta nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại vang vọng bên tai tất cả mọi người như sấm rền. San bằng nhà họ Thiên. Mọi người đồng thanh nói. Âm thanh vang vọng khắp trời. Hoàng đế nói, đi thôi. Vừa dứt lời, trận pháp dịch chuyển dưới chân mọi người được kích hoạt, từng cột sáng bay lên bao bọc lấy mọi người, chẳng mấy chốc, mọi người đều biến mất ở bầu trời đế đô. Trong đường hầm thời không, hoàng đế và chủ nhân bút đại đạo ở phía trước, hoàng đế chắp hai tay sau lưng, trên người toát ra uy lực vô hình đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
không ai biết rốt cuộc vị hoàng đế bệ hạ này mạnh thế nào. Vì ông ta chưa từng ra tay rất nhiều năm rồi. Chủ nhân bút đại đạo bên cạnh ông ta lại thu lại khí tức, trên người không có bất kỳ dao động khí tức nào. Tiểu tháp nói, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng không? Diệp Quân lắc đầu. Thật ra điều này cũng khiến hắn khá ngạc nhiên, vì sau khi thăng cấp, hắn vẫn không cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng, không những không cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng, mà còn không nhìn thấy được vũ trụ chủ. Nơi này quá xa vũ trụ chủ. Tiểu tháp nói, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được cái gọi là thật không? Diệp Quân vẫn lắc đầu, biết được một chút, nhưng biết một chút và muốn đạt được, làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu tháp nói, cho dù thế nào thì cũng là một khởi đầu tốt. Diệp Quân gật đầu. Ngay lúc này, bên ngoài đường hầm thời không bỗng vang lên tiếng động cực lớn. Mọi người đều giật mình. Hoàng đế đi trước phất tay phải lên, đường hầm thời không tách đôi ra hai bên, chẳng mấy chốc mọi người đã đến một tinh không. Một người đàn ông trung niên đứng trước cách đó mấy ngàn trượng, người đàn ông trung niên mặc áo dài đen, tay phải cầm một con dao dài, nở nụ cười tà ác. Cường giả nhà họ Thiên. Người đàn ông trung niên nhìn hoàng đế, nhếch môi, người chính là cơ chiến của đế quốc. Hoàng đế bình tĩnh nhìn ông ta, sao thế? Ha ha! Người đàn ông trung niên bật cười, ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một thanh đao dài hàng vạn trượng đột nhiên chém mạnh từ trên đầu xuống. Vèo! Tất cả thời không đều bị nứt ra. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Cơ chiến bỗng nhiên giơ tay đấm một quyền. Một con rồng vàng khổng lồ dài vạn trượng bỗng lao ra, lập tức quét sạch đao quang đó, sức mạnh cực lớn khiến. Người đàn ông trung niên chấn động liên tục lùi về sau cả gần vạn trượng. Thấy thế, các cường giả đế quốc đều máu huyết sục sôi, đồng loạt gào lên. Diệp Quân nhìn cơ chiến, híp mắt lại, thực lực của hoàng đế này còn mạnh hơn những gì hắn nghĩ nhiều. Ở đằng xa, sau khi dừng lại, cường giả nhà họ Thiên bật cười. Sau đó cũng không thấy ông ta vung đao tấn công, nhưng lại có vô số đao khí dày đặc lao đến từ xung quanh, giống như một trận mưa lớn, bao phủ tất cả mọi người. Cơ chiến vẫn rất bình tĩnh, gã vung tay áo lên, một tia sáng màu vàng lao ra, sau khi một con rồng vàng bay lên trời, lúc này tất cả đao quang đều sụp đổ, không để lại chút lực cản nào. Nhưng vào lúc này, một thanh đao dài đột nhiên xuyên qua ánh sáng vàng lao thẳng về phía cơ chiến, tốc độ rất nhanh. Chỉ thoáng chốc đã lao đến trước mặt cơ chiến giơ ngón tay lên quét qua. Bùm! Cường giả nhà họ Thiên đó và thanh đao bị văng ra xa. Sau khi dừng lại, cường giả nhà họ Thiên không tấn công nữa, ông ta nhìn cơ chiến, bật cười nói, không hổ là người mạnh nhất đế quốc, lợi hại. Nghe cường giả nhà họ Thiên nói thế, các cường giả đế quốc máu huyết sùng sục như được tiêm chất kích thích. Sĩ khí dâng trào. Cơ chiến bỗng vung tay lên. Một sức mạnh bí ẩn bỗng lao ra, không phải đánh vào cường giả nhà họ Thiên mà là tấn công Diệp Quân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Quân đã bị văng ra xa cả mấy vạn trượng. Mọi người đều sửng sốt. Cơ chiến nhìn Diệp Quân, nếu ngươi đã là kẻ thù không đội trời chung của quốc sư, vậy thì tất nhiên đế quốc ta sẽ không dung chứa ngươi. Thế nhưng ta cũng không giết ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi không được phép bước vào lãnh thổ đế quốc ta. Nghe cơ chiến nói thế, Tang Hàn cũng khá ngạc nhiên, cô ta nhìn hoàng đế, sau đó lại nhìn Diệp Quân, có thế nào cô ta cũng không ngờ sẽ bỗng dưng xảy ra. Chuyện như vậy, Tang Hàn nhìn Cửu Điện Hạ ở bên cạnh, nhưng Cửu Điện Hạ cũng không nói gì. Hoàng đế nhìn cường giả nhà họ Thiên ở đằng xa, cường giả nhà họ Thiên mỉm cười. Hoàng đế cũng không nói gì, ông ta xòe bàn tay ra, trận pháp được khởi động, chẳng mấy chốc, mọi người đều bước vào con đường dịch chuyển. Lúc bước vào con đường dịch chuyển, Vưu Liêm bỗng nhìn thẳng vào mắt Diệp Quân, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó rời mắt đi. Chẳng lâu sau, tất cả người đế quốc đều biến mất. Chỉ còn lại cường giả nhà họ Thiên đó, cường giả nhà họ Thiên nhìn Diệp Quân, nhếch môi cười, không nói gì nhiều, bỗng bay lên trời, sau đó dùng dao chém về phía Diệp Quân. Ở một bên khác, cơ chiến đã muốn giết người. Gã và chủ nhân bút đại đạo đã bàn bạc lợi dụng nhà họ Thiên để giết Diệp Quân, bằng cách này, sẽ khiến cho nhà họ Thiên và nhà họ Dương sâu xé lẫn nhau, còn đế quốc chỉ việc ngồi im làm ngư ông đắc lợi, chiếm hết lợi ích. Nhưng mà, gã không nghĩ đến nhà họ Thiên sẽ biết kế hoạch của bọn họ, cưỡng ép cứu Diệp Quân. Tuyệt đối không thể để Diệp Quân sống,
Vì một khi Diệp Quân còn sống, sau này sẽ điên cuồng trả thù đế quốc. Thấy cơ chiến đuổi theo Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo cũng không ngăn cản, chỉ cần Diệp Quân không nhịn được mà gọi người, thì chẳng khác nào Diệp Quân thua ván này cả. Nghĩ đến việc nhà họ Thiên sẽ cứu Diệp Quân, sắc mặt ông ta tối sầm, vốn là ông ta muốn mượn cơ hội này để ăn sạch nhà họ Thiên và đế quốc, nhưng ông ta không ngờ đến, nhà họ Thiên cho hắn bàn tay tốt như vậy. Ông ta đánh giá thấp nhà họ Thiên rồi. Không nghĩ nhiều nữa, thân thể ông ta run lên, hóa thành giải cầu vồng rồi đuổi theo. Cơ chiến chỉ cần dùng một bước, đã có thể vượt qua vô số thời không trong tỉnh vực. Cuối tầm mắt, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn vừa định quay đầu, nhưng lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh hắn lập tức nói, Diệp công tử, người này tên Cơ Chiến, gã có thể chạm đến giới ngoại rồi, người không đấu lại gã, bọn ta sẽ ngăn cản gã, người cứ chạy về phía trước, tộc ta đã phái cường giả đến tiếp viện. Nói xong, bốn người lập tức xoay người, thả ra từng luồng khí tức lao về phía Cơ Chiến. Đối mặt với luồng khí tức kinh khủng này, Cơ Chiến lộ ra vẻ khinh thường, vung tay lên, bốn luồng khí tức vỡ tan tành, trong nháy mắt bốn người bị luồng sức mạnh đáng sợ hất bay mấy trăm ngàn trượng, rồi mới dừng lại, thời không đằng sau bọn họ đều biến thành tro bụi. Vẻ mặt bốn người nghiêm trọng, bọn họ không phải đối thủ của Cơ Chiến. Nhưng bốn người bọn họ không hề nhượng bộ, vì bọn họ được lệnh bằng mọi giá phải cứu được Diệp công tử. Bốn người nhìn Cơ Chiến đang đứng đằng xa, mà khi Cơ Chiến đến, tinh hà sục sôi, sau đó dần dần trở nên hư ảo và trong suốt. Căn bản không chịu nổi sức mạnh của gã. Cơ Chiến đột nhiên tiến lên trước một bước, chẳng qua một bước này, uy áp ngập trời giống như có cả ngọn núi đè lên đầu bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ không thể chịu nổi uy áp này, trong đó đã có hai người trong nháy mắt thân thể vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Mà trong lúc bốn người đang bị luồng uy áp này nghiền nát, đột nhiên có tiếng kiếm vang lên từ trong trời đất, một khắc sau, một luồng kiếm quang đâm từ nơi sâu nhất trong tinh hà đâm ra, chém vào uy áp kia. Luồng kiếm quang chợt vỡ vụn, rực rỡ như pháo hoa. Trong số bốn người, người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn sang bên cạnh, kinh ngạc nói, Diệp công tử. Người ra tay, chính là Diệp Quân đi rồi quay lại. Cơ Chiến cũng nhìn Diệp Quân, ngược lại ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Dứt lời, gã giơ tay phải lên, rồi nhẹ nhàng đè xuống. Trên đầu Diệp Quân, vô số thời không như thác nước cuồn cuộn chảy trôi, mà trong số đó, còn có cả hư thời không. Diệp Quân nheo mắt, hắn mở lòng bàn tay ra, vô định ý phóng lên, xé nát tất cả thời không, nhưng ngay sau đó, một quyền màu vàng đột nhiên đánh đến trước mặt hắn. Diệp Quân chém ra bằng kiếm vô định ý. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bị ép phải lui về sau mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, kiếm ý vô địch quanh thân hắn vỡ tan, không chỉ vậy, thân thể hắn cũng xuất hiện vết nứt. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cơ Chiến đang ở cuối tầm mắt, thực lực của người này mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Giờ phút này Cơ Chiến cũng đang nhìn hắn, Cơ Chiến cũng kinh ngạc, gã không ngờ đến Diệp Quân có thể đón quyền của gã. Quả nhiên không bình thường, càng phải chết. Cơ Chiến nổi lên sát tâm, một luồng quyền uy đế vương vô hình lan rộng khắp đất trời, tay phải gã nắm chặt, kim quang xuất hiện trong nắm đấm của gã. Quyền chưa ra, thế đã ngưng. Không có bất kỳ lời nói vô nghĩa nào, gã đột nhiên vung quyền. Quyền này tung ra, một quyền vàng dài tận vạn trượng như sấm sét lao về phía Diệp Quân, trong quyền, có hàng tỷ phù văn, mỗi phù văn lại tản ra ý chí quyền đạo hùng mạnh. Quyền đế vương. Đây là một trong ba thần thông của nhà họ Cơ, đồng thời cũng là quyền kỹ mà bất kỳ đế vương nào cũng phải học, quyền này đánh ra, uy quyền đến vương vô cùng vô tận. Mà quyền này vừa tung ra, đã cách xa mấy vạn trượng, thân thể Diệp Quân đã không chịu được nữa, các vết nứt trên cơ thể bắt đầu lan ra từng chút từng chút. Quyền này của gã, là muốn giết chết Diệp Quân. Đối mặt với quyền của Cơ Chiến, Diệp Quân càng hưng phấn hơn, từ khi đột phá đến nay. Hẳn hiếm khi chiến đấu với cường giả chân chính. Mà Cơ Chiến trước mắt này không thể nghi ngờ chính là trần của vũ trụ, hắn muốn nhìn thử xem mình còn cách trần của vũ trụ bao xa nữa. Niệm khởi. Diệp Quân giang hai tay, từng luồng kiếm ý vô địch phóng lên trời, chém giết tất cả, muốn phá vỡ phong tỏa của ý chí quyền đạo. Nhưng mà, những phù văn ẩn chứa ý chí quyền đạo kia giống như bức tường sắt, gắt gao trấn áp tất cả kiếm ý của hắn trong khu vực nhỏ bé kia. Dù hắn có dùng kiếm ý chạy nhanh đến đâu, cũng không thể phá vỡ, bị chúng vây trong gió.
Cơ Chiến đột nhiên nâng tay phải lên, rồi đè xuống. Âm. Tất cả quyền phù văn bất chợt ngưng tụ lại một chỗ, quét xuống, chỉ trong nháy mắt, kiếm ý vô địch của Diệp Quân vỡ tan tành. Căn bản không có cách nào ngăn cản. Những quyền phù văn kia quét xuống định giết chết Diệp Quân ngay tại chỗ, nhưng đúng lúc này, một tia huyết mang từ trong cơ thể Diệp Quân phóng lên trời, sau đó, luồng kiếm quang huyết sắc hung hãn xuất hiện, đánh tan quyền phù văn. Chém về phía Cơ Chiến cách đó không xa. Hai mắt Cơ Chiến híp lại, trong lòng khiếp sợ, gã giơ tay đánh thêm quyền. Diệp Quân bị quyền này ép đến mấy trăm trượng, kiếm ý và huyết khí tản ra khắp cơ thể, rồi ngưng tụ lại. Lần này Cơ Chiến không ra tay, mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này gã đột nhiên cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã nghe lời chủ nhân Bút Đại Đạo, mượn tay nhà họ Thiên giết Diệp Quân. Gã nên giữ vững chính kiến của mình, gã nên nắm chắc chủ nhân Bút Đại Đạo, còn con trai gã nắm chắc chàng trai trước mặt này, như vậy, đế quốc ông ta có thể giao du với cả hai, thay vì phải chọn chủ nhân Bút Đại Đạo. Sở dĩ gã hối hận, là bởi lúc này gã mới nhận ra, chàng trai trước mặt không đơn giản như gã nghĩ. Nhưng bây giờ hối hận đã muộn. Cũng giống như thời xưa ngươi lựa chọn đứng về bên nào trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị vậy, sau khi đã lựa chọn, ngươi không còn đường lui, chỉ có thể đi con đường đó đến, nếu không, từ trong ra ngoài ngươi sẽ không phải con người nữa. Bây giờ nếu đã chọn chủ nhân Bút Đại Đạo, vậy gã chỉ có thể kiên định đứng về phía chủ nhân Bút Đại Đạo mà thôi. Cơ Chiến đứng từ xa nhìn về phía Diệp Quân, tay phải từ từ nắm chặt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên trong lại là sát ý vô biên. Phải chết! Cơ Chiến bỗng tiến lên trước một bước này, toàn bộ tinh hà vô bờ vô tận chợt trở nên trong suốt hư ảo. Chỉ trong chốc lát, Diệp Quân đã bị ép đến nơi giáp với hư chân. Lúc này, Diệp Quân lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Đối phương muốn giết hắn. Diệp Quân không dám coi thường, vừa nghĩ đến đây, máu trong toàn thân lập tức bị thiêu đốt, đồng thời, từng luồng kiếm ý vô địch trong cơ thể hắn trào ra như thủy triều, kiếm ý và huyết mạnh hòa vào với nhau, sức mạnh ngay lập tức được tăng lên. Nhưng vào lúc này, có luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ khắp nơi lao đến nghiền ép hắn. Vô số ý chí quyền đạo. Những ý chí quyền đạo này mãnh liệt như thủy triều, giờ phút này sức mạnh huyết mạch và kiếm ý vô địch đã không thể chịu nổi, bị nghiền thành từng mảnh nhỏ rồi vỡ tan. Khí tức tử vong ngày càng nồng đậm. Diệp Quân hít thật sâu, một khắc sau, thân xác và kinh hồn hắn đồng loạt bị thiêu đốt, kiếm thế tiếp tục tăng vọt, cùng lúc đó, kiếm ý đã bị nghiền nát bỗng. Ngưng tụ lại, rồi điên cuồng lướt về phía ý chí quyền đạo. Trong bóng tối, chủ nhân Bút Đạo Đạo đứng cách đó không xa âm thầm nhìn Diệp Quân, nhíu mày thật sâu. Mới có 2 năm sao thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy? Thực lực hiện tại của Diệp Quân đã hơi không bình thường. Không đúng. Nhưng ông ta có thể cảm nhận được, tiểu tháp của Diệp Quân vẫn đang bị phong ấn, nói cách khác, Diệp Quân không thể dùng tiểu tháp để tu luyện, mà. Không có tiểu tháp, làm thế nào mà tên nào có thể tiến bộ nhanh như vậy? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, mẹ kiếp, đúng là không nên cho tên này quá nhiều thời gian. Chém. Đúng lúc này, tại nơi giáp với hư chân, giọng nói của Diệp Quân bỗng vang lên, ngay sau đó, có luồng kiếm quang phóng lên trời, xông phá vô số ý chí võ đạo. Nhưng vào lúc này, Cơ Chiến bỗng nhiên giơ ngón tay lên, nơi đầu ngón tay chạm vào, xuất hiện luồng sáng đen, ngay sau đó trong nháy mắt lan rộng đến khu vực của Diệp Quân, đột ngột nuốt chửng hắn. Ô! Cơ Chiến tung ra một quyền, áp lực mạnh mẽ trực tiếp đè ép khiến Diệp Quân không thể hít thở được. Hơi thở của cái chết đang đến gần. Vẻ mặt Diệp Quân rất nặng nề, đối mặt với cú đấm đáng sợ này, hắn không có lựa chọn lùi bước mà lao thẳng về phía trước. Một kiếm quyết định sinh tử. Kiếm quang lóe lên, thanh kiếm vung ra chém mạnh vào cú đấm của Cơ Chiến. Bùm! Kiếm quang vỡ nát, toàn thân Diệp Quân cứ vậy mà bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn dừng lại, thân thể của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn hư ảo. Cơ Chiến không cho Diệp Quân cơ hội thở dốc, ông ta đang định tung một cú đấm nữa, nhưng vào lúc này, hiện trường đột nhiên vang lên một tiếng cười to, Cơ Chiến, ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy thì thật sự rất nhàm chán. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên xông vào thời không tu di này, ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Cơ Chiến nhìn nam tử trung niên xuất hiện trước mặt, nói Thiên Hợp. Người trước mặt này không ai khác chính là Thiên Hợp,
gia chủ nhà họ Thiên. Cơ Chiến không ngờ rằng hôm nay gia chủ nhà họ Thiên lại đích thân tới đây. Thiên Hợp nhìn Diệp Quân cách đó không xa, cười nói, lợi hại, giang sơn rộng lớn lúc nào cũng có người tài, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, ha hét. Nói xong, ông ta đột nhiên vung tay áo, một cây thần mộc đen nhánh bỗng nhiên bay lên trên đỉnh đầu Diệp Quân, trong nháy mắt, những dòng sức mạnh linh hồn thuần khiết quét xuống, tràn vào linh hồn của Diệp Quân, linh hồn vốn là hư ảo của Diệp Quân bỗng nhiên khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Quân nhìn Thiên Hợp trước mặt, cảm ơn tiền bối. Thiên Hà mỉm cười nói, Diệp tiểu hữu khách sáo rồi. Vừa nói, ông ta vừa quay đầu nhìn về phía Cơ Chiến cách đó không xa, còn muốn đánh không? Nếu đánh thì ta có thể đánh với ngươi. Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, lúc này ông ta đã bất lực, nếu sức mạnh của đạo pháp không bị phong ấn, ông ta tự nhiên có thể giết chết Thiên Hợp, nhưng vấn đề là hiện tại sức mạnh đạo pháp của ông ta đã bị phong ấn, thực lực tụt xuống mấy cấp. Thiên Hợp đột nhiên nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cười nói, ngươi là quốc sư mới của đế quốc này à? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vậy thì sao? Thiên Hợp quan sát chủ nhân bút đại đạo nói, tại sao ngươi lại yếu như vậy? Chủ nhân bút đại đạo, ha hai. Thiên Hợp cất tiếng cười lớn, quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở một bên, Diệp tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Thiên Hợp mang Diệp Quân đi, đi được hai bước, bỗng nhiên, một cỗ thần thức mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt ông ta và Diệp Quân. Thiên Hợp quay đầu nhìn Cơ Chiến đang nhìn chằm chằm ông ta, cứ như vậy rời đi sao? Thiên Hợp cười nói, nếu ngươi muốn đánh, vậy ta đánh cùng ngươi. Nói xong, ông ta biến mất ngay tại chỗ. Ở phía xa xa, cơ thể Cơ Chiến cũng run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, kim quang cao mấy vạn trượng, một tia uy lực của đế hoàng đè ép về phía Thiên Hợp và Diệp Quân. Thiên Hợp cười to, tới hay lắm. Ông ta vừa dứt lời, Diệp Quân đã bị một sức mạnh ôn hòa đưa ra ngoài, đằng sau hắn là bốn gã cường giả áo giáp đen thần bí. Bốn người này đều là cảnh giới giới ngoại, bọn họ canh giữ ở bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân nhìn về phía thời không tu di kia, lúc này, thời không tu di đã trở nên mơ hồ. Hình như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị trí của chủ nhân bút đại đạo, khi nhìn thấy Diệp Quân đang nhìn qua đây, chủ nhân bút đại đạo không chút do dự quay người bỏ chạy. Diệp Quân nói, bốn vị tiền bối, giết hắn. Cường giả dẫn đầu của bốn gã thị vệ áo giáp đen do dự một lúc rồi nói, Diệp công tử, chúng ta được lệnh bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn ta sợ Diệp Quân nghĩ nhiều, vì vậy lại bổ sung thêm, hiện tại ngươi bị thương rất nặng, nếu chúng ta đi ra ngoài, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Diệp Quân không nói gì nữa. Hắn thực sự muốn trực tiếp giết chết tên chủ nhân bút đại đạo ngu ngốc này, nhưng hắn cũng biết, bốn cường giả cảnh giới giới ngoại chưa chắc có thể giết được ông ta, và ông ta cũng chạy rất nhanh. Hơn nữa cường giả của đế quốc chắc chắn cũng đang chạy tới hướng này. Mẹ nó, Diệp Quân cũng cảm thấy hơi đau đầu. Đối với tên chủ nhân bút đại đạo này, muốn giết cũng giết không được, thắng cũng rất khó thắng, thật sự rất tồi tệ. Cơ Vô Trần có chút không hiểu, ai? Chủ nhân bút đại đạo nói, chính là người phụ nữ luôn đi theo bên cạnh một người. Cơ Vô Trần cười nói, ông nói Vưu cô nương à? Cô ta, nói đến đây. Hắn ta đột ngột quay đầu lại, mới phát hiện Vưu Liêm căn bản giấu bé hông đi theo tới đây. Như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên tái nhợt. Chủ nhân bút đại đạo nói, cô ta là người của nhà họ Thiên. Cái này, sắc mặt của Cơ Vô Trần càng trở nên khó coi hơn. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn mọi người có mặt tại hiện trường và nói, ta đã quá coi thường nhà họ Thiên này rồi. Từ trước đến nay, ông ta đều là đưa ra kế hoạch. Khống chế toàn cục, ngoại dự lần chịu thiệt thòi ở nhà họ Dương gia, ông ta vẫn chưa từng bị ai lừa gạt. Vì vậy, sau khi tới đây, trong mắt ông ta cũng chỉ có Diệp Quân, thật ra ông ta hai uống chỉ coi Diệp Quân như một nửa đối thủ của mình, đối thủ thật sự trong lòng ông ta vẫn luôn là người nhà của Diệp Quân chứ không phải Diệp Quân. Nhưng vào lúc này, ông ta biết mình phải bỏ đi mọi sự khinh thường trong lòng. Nếu lại đánh giá thấp kẻ địch một lần nữa, ông ta sẽ phải chịu tổn thất lớn. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi suy nghĩ, nói, bên phía chiến trường đế tinh thế nào rồi? Đại hoàng tử Cơ Tiêu trầm giọng nói, bên kia còn đang giằng co. Chủ nhân bút đại đạo nói, trực tiếp đi đến chiến trường đế tinh.
Cơ Tiêu sửng sốt, quốc sư, phụ hoàng. Chủ nhân bút đại đạo nói, đừng sợ, với sức mạnh của phụ hoàng ngươi, dấu bé không ai trong vũ trụ này có thể giết được ông ta. Hiện giờ ông ta đang kiểm chế bà Ia chủ quân gia và một số cường giả cảnh giới giới ngoại. Chúng ta mau tới chiến trường đế tinh, tấn công bất ngờ, chiếm được chút ưu thế. Cơ Tiêu lại không nói. Gã ta biết chủ nhân bút đại đạo nói đúng, nhưng nếu mấy tên cường giả cảnh giới ngoại kia của quân gia bao vây cơ chiến. Hơn nữa, cho dù không có việc gì, nếu bọn họ chọn rời đi ngay bây giờ, trong lòng phụ hoàng sinh ra khúc mắc thì gã ta phải làm sao? Nhìn thấy Cơ Tiêu và Cơ Vô Trần đều không có ra lệnh, sắc mặt của chủ nhân Ô Út đại đạo đột nhiên tối sầm, các ngươi đã quên lời nói của phụ hoàng các ngươi rồi sao? Nhìn thấy ta giống như nhìn thấy ông ấy. Cơ Tiêu trầm giọng nói, quốc sư, thế này thì sao, ta sẽ để lại mấy tên cường giả cảnh giới ngoại canh giữ ở đây. Những người còn lại sẽ đi đến chiến trường đế tinh. Đồ vô dụng. Chủ nhân bút đại đạo tức giận, các ngươi là đám vô dụng, chết tiệt, còn tệ hơn cả tên khốn kiếp đó nhiều. Mẹ kiếp. Mọi người. Chủ nhân bút đại đạo tức không chịu được. Không phải đại hoàng tử và cửu hoàng tử không thông minh, mà là bọn họ quá tư lợi, tầm nhìn thế cục quá nhỏ, trong mắt bọn họ chỉ quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Giáo dục thất bại. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì thêm. Bởi vì ông ta hiểu rõ hai người bọn họ, đối với hai người này, chỉ có trở thành hoàng đế mới có thể tu luyện ra những công pháp và thần thông mạnh mẽ nhất trong đế quốc cũng như truyền thừa của các hoàng đế trước. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía tận cùng Ngân Hà, ánh mắt rơi vào người Diệp Quân, lúc này Diệp Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về vị trí của ông ta. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu vận dụng kiếm ý chữa trị thân thể. Chủ nhân bút đại đạo không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đại hoàng tử và cửu hoàng tử nhìn chủ nhân bút đại đạo, đều có chút không vui, tuy ông ta là quốc sư, nhưng cũng quá kiêu ngạo. Tất nhiên, cả hai đều không nói gì, vì hiện tại bọn họ vẫn chưa thực sự chắc chắn về địa vị của chủ nhân bút đại đạo trong lòng phụ hoàng bọn họ là như thế nào. Tang Hàn nhìn về phía cuối Ngân Hà với vẻ mặt phức tạp. Nàng ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sắc mặt của cửu hoàng tử Cơ Vô Trần là khó coi nhất, bởi vì hắn ta không ngờ Vưu Liêm lại là người của nhà họ Thiên. Nhà họ Thiên vậy mà lại bố trí một người nằm vùng bên cạnh hắn ta, nhưng hắn ta lại hoàn toàn không biết gì về việc này. Sắc mặt Cơ Tiêu ở một bên cũng cực kỳ u ám, hiện tại hắn ta hoài nghi bên cạnh hắn ta cũng có nằm vùng. Phía cuối Ngân Hà. Hai luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát từ ranh giới giữa hiện thực và hư ảo, ngay sau đó, vùng thời không đặc biệt kia lập tức trở nên hư ảo, không lâu sau, thời không xung quanh đột nhiên nứt ra như một tấm gương vỡ. Bốn cường giả cảnh giới ngoại lập tức bảo vệ Diệp Quân, liên tục rút lui, sau khi rút lui mấy vạn trượng, bốn người cùng nhau bố trí một kết giới mạnh mẽ. Khóa chặt thời không nơi Diệp Quân ở, lúc này, những đợt sóng xung kích đáng sợ đột ngột xuyên ra từ thời không xung quanh. Ầm ầm ầm. Thời không nơi Diệp Quân đang đứng không ngừng bị những đợt sóng xung kích sức mạnh này oanh tạc, cực kỳ kinh khủng. Vẻ mặt Diệp Quân rất nặng nề, sức chiến đấu của thiên hợp và cơ chiến thật sự vượt xa cường giả cảnh giới ngoại bình thường. Tuy nhiên, hắn có cảm giác giữa hai người này vẫn có khoảng cách chênh lệch so với người kỳ lạ trước đó. Nếu bây giờ hắn phải đối mặt với người kỳ lạ đó, hắn vẫn không thể chống trả được. Nhưng nếu gặp hai người trước mặt này, hắn vẫn có thể cố đứng lên chống lại họ. Ở nơi xa, cơ chiến và thiên hợp đã ngừng chiến đấu, lúc này xung quanh hai người đều bị bao vây bởi những sức mạnh đáng sợ, vô số loại sức mạnh của đạo. Pháp thần bí đang lơ lửng trong không trung. Thiên hợp nhìn chằm chằm cơ chiến, cười nói, người mạnh hơn phụ thân ngươi năm đó rất nhiều. Bốn cường giả giới ngoại vừa biến sắc thì thấy thời không trước mặt vỡ ra, sáu người mặc giáp vàng lao tới. Tung ra những tia sáng vàng hợp lại thành một tấm khiên che chắn cho nhóm Diệp Quân, đồng thời dùng uy áp của mình bao quanh họ. Cả sáu đều là cảnh giới ngoại. Nói đúng hơn, là đế vệ. Lực lượng tinh anh của đế quốc, ngày thường không xuất hiện trước mắt người ngoài, chỉ một mình hoàng đế đương nhiệm biết đến và có quyền ra lệnh cho họ. Thiên hợp tái mặt khi nhìn thấy đế vệ. Ông ta là tử thù của đế quốc nên có biết về lực lượng này, cũng biết cảnh giới thấp nhất trong đó là giới ngoại. Không nhiều nhưng ai nấy đều mạnh, bây giờ ông ta bắt đầu hối hận, không phải vì đã giúp Diệp Quân, mà vì đã đánh giá thấp tiềm năng của hắn.
Thiên Hợp không giỏi mưu trí nhưng cũng biết đế quốc càng muốn giết Diệp Quân chứng tỏ giá trị của hắn càng lớn. Bằng không thì đế quốc đuổi cùng giết tận làm gì? Thiên Hợp chỉ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng Cơ Chiến đã dùng ấn đế vương thần khí đứng đầu đế quốc để phong tỏa thời không. Có nó, người khác không giết được ông ta nhưng giữ chân thì không thành vấn đề. Thiên Hợp siết tay lại, bất thình lình lao về phía Cơ Chiến như đạn đại bác. Cơ Chiến thấy vậy thì cười nhạt, khởi động ấn đế vương làm khí tức tăng lên gấp mấy lần rồi cũng lao tới. Bên kia, bốn cường giả nhà họ Thiên đang bảo vệ Diệp Quân nhìn thấy sáu đế vệ thì cũng tái mặt. Sáu cường giả giới ngoại. Nhìn thôi cũng thấy không ai là tâm thường. Một cường giả nói, công tử, ta đã thông báo cho cường giả trong tộc, tối đa nửa giờ nữa họ sẽ đến. Cậu mau đi về hướng bên phải, đừng quay đầu lại, chúng tôi sẽ ngăn chúng lại. Thế là Diệp Quân lập tức ngự kiếm vọt đi không chút do dự. Bây giờ hắn ở lại đây chỉ làm gánh nặng cho những cường giả này, phải rời đi mới là giúp đỡ họ. Sự quả quyết của hắn khiến cường giả nhà họ Thiên kia thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ gặp phải thành phần cứng đầu. Chừng nào Diệp Quân còn ở đây, bọn họ đều phải dành tinh lực để bảo vệ hắn. Ông ta nhìn hắn với vẻ vô cảm, sau đó thân thể nhòe đi. Diệp Quân lập tức khép ngón tay, bắn kiếm ý vô địch ra. Đi kèm ba loại huyết mạch. Nhưng đế thần chỉ vung tay thôi đã đấm nó nát bét, đẩy Diệp Quân lùi lại, khiến thời không sụp đổ. Hắn bị đẩy đi mấy vạn trượng, thân xác vừa được chữa trị lại nứt toác, máu tràn ra. Đế thần không lên tiếng mà bước tới, quyền thế khổng lồ lập tức ập đến. Đây là quyền đạo. Khác với đế vương, quyền đạo của Cơ Chiến mang theo đế vương khí cuồn cuộn, mang lại cảm giác một mình ngươi đang chống lại toàn bộ đế quốc. Của đế thần lại là quyền đạo chí cương chí mãnh. Uy lực lên tới trình độ cao nhất. Diệp Quân cũng xông tới, kiếm ý vô địch cuồn cuồn mà ra, hóa thành kiếm ý bắn tới như vũ bão, còn được huyết mạch làm tăng uy lực lên mấy lần. Nhưng chúng còn chưa tiếp cận được quyền mang màu vàng kia thì đã bị bắt dừng lại rồi bắt đầu văng đi tán loạn. Bỗng có tiếng kiếm minh lảnh lót, một thanh kiếm lóe lên như sấm rền, chém vào quyền mang. Quỳnh! Nó vỡ thành vô số mảnh vụn màu vàng. Kiếm quang kia không biến mất mà chuyển mục tiêu sang đế thần. Ông ta nhíu mày, lại đấm ra, quyền mang dài mấy vạn trượng chặn lại thanh kiếm, sau đó cả hai cùng phát nổ, sóng xung kích dâng lên như núi lửa bùng nổ. Đế thần nhẹ nhàng phất tay xua đi sóng xung kích, nhíu mày, sức mạnh thời không hư chân à. Trong giọng mang theo kinh ngạc, đó là thứ sức mạnh nằm trong nhát kiếm vừa rồi, nói cách khác Diệp Quân đã đạt đến giới ngoại. Một điều ông ta chưa từng thấy ở người trẻ như vậy, mà cảnh giới của hắn còn không hiện ra. Ông ta chợt hiểu vì sao hoàng đế lại hạ lệnh giết hắn. Bằng không sau này hắn sẽ thành đại đế. Trước kia đế quốc còn lợi dụng nhà họ Thiên để giết hắn, làm sao hắn lại không ôm hận cho được. Đế thần thu hồi suy nghĩ, siết tay phải lại, tụ tập vô số sức mạnh quyền đạo tối cao vào tay. Bên kia, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay Diệp Quân. Chứa sức mạnh thời không hư chân. Hắn vốn không muốn dùng, nhưng không dùng không được, bằng không thì không thể chống lại người này. Hắn cũng hối hận mình đã xem thường đế quốc, không ngờ Cơ Chiến lại một lòng muốn giết hắn, không cho cơ hội đánh trả. Bỗng đế thần biến mất, suýt TL. Thời không trước mặt Diệp Quân bị chấn vỡ, uy áp quyền đạo hủy thiên diệt địa ùa ra. Hắn lao tới, vung kiếm chém vào, kiếm minh vang vọng tinh không. Sức mạnh của hai bên va vào nhau kịch liệt khiến thời không nơi đó vỡ nát, uy lực tràn ra đập vỡ hết thảy. Diệp Quân bị hất bay đi trăm nghìn trượng, thân xác vỡ ra từng tấc, linh hồn nhòe đi. Đế thần chỉ lui lại hơn vạn trượng, trên người có 10 vết kiếm sâu hóm, chém xuyên giáp vàng. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Quân khẽ đanh lại, yêu nghiệt. Cơ Chiến bên kia cũng chú ý đến bên này, phát hiện mình đã đánh giáp thấp Diệp Quân thì âm thầm hối hận. Sớm biết vậy đã không dứt khoát về phe chủ nhân bút đại đạo. Nhưng bây giờ thù đã kết, y và đế quốc không còn đường lui. Thiên tài bực này bây giờ nếu không bóp chế, ngày sau sẽ thành đại họa. Chủ nhân bút đại đạo cũng sâu không lường được, đế quốc lựa chọn ông ta không có gì là sai. Bên kia, Thiên Hợp hưng phấn vô cùng. Ông ta vốn nể mặt Vưu Liêm nên mới đến cứu Diệp Quân, bởi hắn phải có năng lực thì cô ta mới nói bảo vệ hắn bằng mọi giá. Lại còn mạo hiểm có thể bị phát hiện. Giờ đây thấy sức mạnh của Diệp Quân, ông ta nhận ra mình đã đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Lúc này, hắn phát huy sức mạnh huyết mạch của mình đến cực hạn,
hắn đi tới bất cứ nơi nào, thời không trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Với một kiếm này, Diệp Quân thực sự quên mất sự sống và cái chết. Hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết. Hắn không còn con đường nào khác để đi. Một kiếm này đã đạt đến giới hạn hiện tại của hắn. Bùm! Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, tại khu vực hai người đang đứng, vô số kiếm quang và quyền quang màu vàng kim bùng nổ ra. Tiêu diệt vạn vật trong nháy mắt. Linh hồn của Diệp Quân trực tiếp bị đánh bay đi, khi hắn dừng lại, linh hồn của hắn đã hư ảo gần như trong suốt. Ở nơi xa, đế thần cũng liên tục lui về gần vạn trượng, khắp người đều có vết kiếm, thân thể có những vết nứt như mạng nhện, cực kỳ khủng bố. Đế thần liếc nhìn thân thể của mình, cảm thấy kinh hãi, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, sát ý nổi lên, ông ta nắm chặt tay phải, chuẩn bị trực tiếp chôn vùi Diệp Quân, nhưng vào lúc này, thời không bên phải đột nhiên phát nổ, ngay sau đó, một bóng người lao về phía ông ta như một quả đạn pháo. Đế thần hơi nheo mắt lại, giơ tay đấm ra, cú đấm uy lực đến rung chuyển cả ngân hà. Bùm! Đế thần liên tục rút lui. Mà nơi ban đầu ông ta đứng, có một người đàn ông trung niên đang đứng, người đàn ông trung niên mặc một bộ áo bào rộng, tóc dài xõa trên vai, trên mặt nở nụ cười điên cuồng, khí phách phi phàm. Sau khi đế thần dừng lại, ông ta nhìn người đàn ông trung niên nói, Thiên Võ. Thiên Võ, đệ đệ của Thiên Hợp, gia chủ hiện tại của nhà họ Thiên, là nhân vật đứng thứ hai của nhà họ Thiên. Thiên Võ liếc nhìn đế thần, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa, ông ta vung tay áo lên, một luồng sáng u ám đột nhiên lao về phía Diệp Quân. Sức mạnh linh hồn dâng trào. Những luồng sức mạnh linh hồn đó như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Quân. Linh hồn vốn đang hư ảo của Diệp Quân dần dần bắt đầu hiện rõ hơn. Thiên Võ nhìn Diệp Quân và nói, đi về phía bên phải. Diệp Quân chắp tay nói, tiền bối, phía trước còn có 4 vị tiền bối, bọn họ đang ngăn cản 6 tên cảnh giới giới ngoại của đế quốc. Thiên Võ thu hồi ánh mắt, nói, ngươi mau đi trước đi. Diệp Quân không chút do dự gật đầu, thân thể hắn run lên, ngự kiếm bay lên, biến mất ở phía cuối ngân hà. Vị tiền bối này thực lực thật đáng sợ, không hề yếu hơn vị đế thần kia, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa còn kêu hắn mau rời đi, vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, khi cường giả nhà họ Thiên đến tiếp viện thì cường giả đứng đầu của đế quốc cũng đang đến tiếp viện. Diệp Quân vừa rời đi, Thiên Võ liền vút lên, lao thẳng về phía vị đế thần kia. Ánh mắt đế thần lạnh lùng, hung hăng vung một quyền về phía Thiên Võ. Bùm! Chẳng bao lâu, vùng ngân hà này bắt đầu biến mất từng chút một. Bên kia, Diệp Quân ngự kiếm xuyên qua ngân hà, hắn tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn cảm giác được rất nhiều khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện trong thời không xung quanh. Diệp Quân nheo mắt lại, sức mạnh huyết mạch dâng trào khắp cơ thể. Suýt TL. Đột nhiên, thời không xung quanh hắn bị xé toạc, sau đó, ba người mặc đồ đen lao ra như sấm sét. Nhưng trong chốc lát đã biến mất không chút dấu vết, không còn cảm nhận được chút hơi thở nào. Lại là ba gã cường giả cảnh giới giới ngoại. Hơn nữa, ba gã cường giả giới ngoại này cũng có chút kỳ quái. Bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên tối sầm, hắn nắm chặt thanh kiếm Thanh Huyên trong tay phải, ngay lúc hắn đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, một chùm ánh sáng từ sâu trong ngân hà vũ trụ lao vút tới trong không trung, trong nháy mắt. Chùm tia sáng đó trực tiếp bao trùm lấy hắn, mà khi hắn bị chùm ánh sáng kia bao bọc, những phù văn màu vàng huyền bí đột nhiên ngưng tụ xung quanh hắn, phong ấn vị trí của hắn. Sức mạnh của ba cường giả đế quốc đánh về phía hắn, nhưng hắn vẫn không hề hấn gì, không hề chịu bất kỳ tổn hại nào dù là nhỏ nhất, ngược lại, ba gã cường giả đế quốc kia lại trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng. Trong số ba gã cường giả của đế quốc, tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đang được bao phủ bởi ánh sáng vàng của phù văn ở phía xa, đèn thần trường Minh Hồ. Giữa lông mày của Diệp Quân có một ngọn đèn vàng nhỏ. Đèn thần trường Minh. Vật này là thần vật số 1 của nhà họ Thiên, nó chứa đựng một quy luật tối cao về thời không cực kỳ đáng sợ. Thời không tuyệt đối. Một khi thực chiến, có thể biến thời không trong khu vực đó thành thời không tuyệt đối, khiến nó trở thành bất khả xâm phạm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 156.